Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 164. Phồn Đóa cười nói nhiều cũng vô ích, ta đã kết duyên thiện này rồi, nếu cuối cùng trở thành nghiệt duyên cũng không hối hận. Tĩnh Chi bỗng quay đầu nhìn Diệp Huyên nói, xem ra ngươi không tầm thường chút nào. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy, hắn đi về phía Tĩnh Chi, cô nương, kiếm kỹ này của ta là tự ta sáng tạo ra, uy lực cực kỳ đáng sợ, cô phải cẩn thận. Tĩnh Chi nói, được. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, Tĩnh Chi híp mắt, ngón cái tay trái đè trên thanh kiếm, lúc này Diệp Huyên xuất hiện trước mặt nàng ấy, ngón cái tay trái của Tĩnh Chi hơi buông lỏng, kiếm bay ra. Lúc này nhát kiếm của Diệp Huyên chém xuống. Khoảnh khắc Diệp Huyên tung ra đòn tấn công, sắc mặt mọi người thay đổi. Ý chí kiếm đạo. Lúc này Diệp Huyên sử dụng ý chí kiếm đạo mà cha hắn để lại. Dầm. Tĩnh Chi văng ra xa trong tấm mắt chăm chú của mọi người, mà khoảnh khắc nàng ấy văng ra xa, cơ thể nàng ấy vỡ nát, vô số lưu quang tản ra. Thân thể vỡ. Nhưng linh hồn của nàng ấy vẫn còn được giữ lại. Tĩnh Chi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, đây không phải là ý chí kiếm đạo của ngươi. Diệp Huyên hỏi, là của ta. Tĩnh Chi híp mắt, không phải của ngươi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, của cha ta thì là của ta, có vấn đề gì sao? Mọi người. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhát kiếm của Diệp Huyên đã chém trúng cơ thể của Tĩnh Chi. Tất nhiên. Điều khiến bọn họ kinh ngạc không phải sức mạnh của Diệp Huyên, mà là ý chí kiếm đạo mà Diệp Huyên vừa dùng. Đó chỉ là một tia ý chí kiếm đạo. Tĩnh Chi đột nhiên bật cười. Mọi người quay lại nhìn Tĩnh Chi. Tĩnh Chi đánh giá Diệp Huyên, cười nói, xem ra ta phải tìm hiểu ngươi kỹ hơn mới được. Diệp Huyên cười nói, chúng ta có thể tìm hiểu lẫn nhau. Tĩnh Chi nở nụ cười rạng rỡ, được thôi. Nói xong. Nàng ấy cùng người bên cạnh trở vào cung điện. Ngay sau đó, 9 con rồng lớn kéo theo cung điện từ từ kiến mất khỏi tinh không. Diệp Huyên nói, có thể ngăn bọn họ rời đi không? Tiểu An lắc đầu, không thể. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu An, nàng ta bị thương rồi, mấy người chúng ta còn không giết nổi nàng ta sao? Tiểu An lắc đầu, không thể. Diệp Huyên trầm mặc. Tiểu An đột nhiên nói, ý chí kiếm đạo kia. Diệp Huyên cười nói, là của cha ta. Tiểu An khẽ gật đầu, cha huynh thật lợi hại, giống hệt muội muội của huynh. Diệp Huyên nói, ta còn có một đại ca, cũng lợi hại như cha và muội muội của ta. Tiểu An hơi sững sờ. Phồn Đóa ở bên cạnh cũng nhăn mặt. Tên này đúng là một tên biến thái. Lúc này, Diệp Huyên nói, Tiểu An, muội nghĩ bao lâu nữa bọn họ sẽ trở lại. Tiểu An nhìn vào tinh không sâu thẳm, nàng ta vẫn chưa đi, chỉ là lẩn vào trong thời không mà thôi. Nàng ta sẽ đợi người của mình tới, nhiều nhất là 10 ngày. 10 ngày sau, người của nàng ta sẽ tới. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, có nghĩa là chúng ta chỉ có 100 năm. Tiểu An gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, đủ không? Tiểu An liếc nhìn Diệp Huyên, đủ rồi. Nhưng huynh giúp muội như vậy. Nàng ta và cổ ma sẽ không tha cho huynh. Diệp Huyên hỏi lại, ta không giúp muội, bọn họ sẽ tha cho ta sao? Tiểu An lắc đầu, không. Diệp Huyên cười nói, gặp được muội, quen biết muội, có phải là bất hạnh của ta không? Tiểu An lạnh lùng đáp, đúng vậy. Diệp Huyên lại cười, nhưng ta không hối hận. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tiểu An sững sờ. Sau đó vẻ mặt lạnh lùng dần trở nên dịu dàng. Phồn Đóa nói, ngươi nên đề phòng người này, miệng lưỡi trơn tru, biết cách gạt phụ nữ nhất đấy. Tiểu An nói, ta lại thấy huynh ấy rất chân thành. Nói xong, nàng quay người rời đi. Phồn Đóa lắc đầu trở dài. Chân thành. Tên khốn này mà chân thành ư. Đây đúng là lời nói đùa hài nhất. Lúc này, Đóa Nhất đột nhiên xuất hiện. Đóa Nhất nhìn Diệp Huyên và Tiểu An đang rời đi phía xa, hỏi, người phụ nữ kia là ai? Phồn Đóa nói, thần cổ giới. Đóa Nhất khẽ cau mày, là nơi đó. Phồn Đóa liếc nhìn Đóa Nhất, có vẻ như ngươi biết nơi đó. Đóa Nhất nhỏ giọng nói, biết chút ít, nghe nói người ở đó tự cao tự đại, tự xưng là thần. Nàng im lặng một lát rồi lại hỏi,
Diệp Huyên gây chuyện với người nơi đó rồi sao? Phồn Đoá nhẹ nhàng nói, ngươi đoán xem. Đoá Nhất nhìn Phồn Đoá, cho dù ngươi không biết sức mạnh của thần cổ giới, thì chắc cũng biết nơi đó không phải thế lực bình thường, vậy mà ngươi còn đứng về phía hắn. Điều này có nghĩa là cô gái váy trắng phía sau hắn ta còn đáng sợ hơn cả thần cổ giới. Phồn Đoá cười nói, Đoá Nhất, ngươi từ bỏ việc giết hắn rồi sao? Đoá Nhất trả lời, giết hắn thì có ích gì, cùng lắm là được hả giận, nhưng lại không đáng để ta liều mạng. Đoá Nhất cười nói, ta còn tưởng ngươi sẽ kiên quyết đối đầu với hắn. Đoá Nhất nhìn chằm chằm vào Phồn Đoá, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào? Phồn Đoá lắc đầu, ta cũng không biết. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Đoá Nhất trầm mặc tại chỗ. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Đoá Nhất. Chính là tả tướng lúc trước. Tả tướng nói, thánh chủ nhà ta có lời mời ngươi. Đoá Nhất cười nói, mời ta. Tả tướng gật đầu, thánh chủ nói muốn nói chuyện. Nói chuyện. Đoá Nhất suy nghĩ một lát sau đó cười nói, được. Tả tướng nói, mời. Hai người dần biến mất trên tinh không. Một lúc sau, Đoá Nhất đã đến một nơi nào đó trong tinh không. Đoá Nhất nhìn về phía xa, nơi có một cung điện lơ lửng, đó chính là cung điện của Tĩnh Chi. Đoá Nhất đi theo tả tướng đến trước đại điện, vừa đến nơi, Tĩnh Chi đã ra tiếp đón. Lúc này, nàng ấy đã khôi phục xác thịt. Tĩnh Chi cười nói, chào mừng Đoá Nhất Chí Tôn. Đoá Nhất mỉm cười, thánh chủ gọi ta là Đoá Nhất là được. Tĩnh Chi chớp mắt, vậy ta không khách khí nữa. Đoá Nhất, ta là người thực tế, không thích lòng vòng. Lần này mời ngươi đến đây là muốn mời ngươi cùng đối phó với Diệp Huyên và Phồn Đoá Chí Tôn. Đoá Nhất cười nói, không phải nên đối phó với Tiểu An sao? Tĩnh Chi cười, đúng vậy, chúng ta có chung một kẻ thù, thật tốt. Đoá Nhất cười không nói gì. Tĩnh Chi nhìn lên tinh không, cười nói, Đoá Nhất, ngươi có thể kể cho ta về Diệp Huyên kia không? Ta biết rất ít về hắn. Đoá Nhất im lặng một lúc rồi nói, đó là một người không đơn giản. Lai lịch thần bí, người đứng sau rất mạnh. Tĩnh Chi nhìn Đoá Nhất, hỏi, người đứng sau hắn mạnh đến cỡ nào? Đoá Nhất lắc đầu, ta không biết. Không biết. Tĩnh Chi mỉm cười, thật thú vị. Không ngờ rằng lại gặp được một tên con ông cháu cha. Đoá Nhất trầm giọng nói, thế lực bình thường không thể bồi dưỡng được ra người như Diệp Huyên. Phía sau hắn nhất định phải có một thế lực rất lớn. Trong vũ trụ này, ngoại trừ thần cổ giới các ngươi, còn có thế lực lớn mạnh nào khác? Tĩnh Chi nói, còn có hai thế lực nữa. Một là cổ ma tộc, hai là thái nhất tộc. Nàng ấy lắc đầu cười rồi nói tiếp, chỉ là hắn không thể là người của hai thế lực này. Đoá Nhất khẽ cau mày, ngươi chắc chứ? Tĩnh Chi gật đầu, chắc chắn. Đoá Nhất im lặng. Tĩnh Chi nói tiếp, xem ra còn có thế lực lớn mà chúng ta không biết. Nói xong, nàng ấy nhìn Đoá Nhất cô nương có dự định gì không? Đoá Nhất cười nói, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian. Tĩnh Chi chớp mắt hỏi, ngươi không định đối phó Diệp Huyên và Phồn Đoá Chí Tôn cùng ta sao? Đoá Nhất lắc đầu cười, ta mệt rồi, không thích đánh đánh giết giết nữa. Chúc thánh chủ may mắn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tĩnh Chi nhìn Đoá Nhất rời đi, cười không nói gì. Tả tướng đứng bên cạnh nàng ấy nói, thánh chủ, chúng ta không thể cho Diệp Huyên và An Võ Quân kia nhiều thời gian như vậy được. Tĩnh Chi cười nói, đương nhiên ta biết không thể cho hai người họ nhiều thời gian được. Nhưng vấn đề là làm thế nào để giết bọn họ đây? Ngươi giết sao? Tả tướng hơi cúi đầu. Tĩnh Chi chậm rãi nhắm mắt lại, bao lâu nữa người của chúng ta và người của cổ ma tộc đến? Tả trướng đáp, người của chúng ta cần 9 ngày, còn người của cổ ma tộc sẽ tới trong 7 ngày. Tĩnh Chi nói với người của chúng ta, trong vòng 7 ngày không tới, ta sẽ đánh vỡ linh hồn của bọn họ. Nàng ấy liếc nhìn tả tướng nói tiếp, đừng cái gì cũng thua cổ ma tộc. Mất mặt lắm. Tể tướng cúi thấp đầu, rõ. Tĩnh Chi nói thêm, còn nữa, giúp ta điều tra Diệp Huyên. Càng chi tiết càng tốt, không được bỏ qua bất cứ điều gì, bao gồm cả một ngày hắn đi tiểu mấy lần, hiểu chưa? Tả tướng do dự một lúc, sau đó nói, thánh chủ, một ngày đi tiểu mấy lần cũng phải điều tra sao?
Việc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tĩnh Chi nhìn tả tướng, điều tra một ngày hắn đi tiểu mấy lần có thể suy đoán ra được hắn có bị suy thận hay không, hiểu chưa? Tả tướng. Tĩnh Chi không nói gì nữa, quay người rời đi. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai mắt hơi nhắm lại. Chị thương. Trong trận chiến trước với Tĩnh Chi, vết thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên hít sâu một hơi, vết thương trên người đã bình phục hoàn toàn. Diệp Huyên đi tìm Tiểu An, giúp ta đạt tới thần thể. Thần thể. Trận chiến với Tĩnh Chi đã giúp hắn hiểu ra rằng khoảng cách giữa hắn và Tĩnh Chi vô cùng to lớn. Nhất định phải đạt đến thần thể cảnh. Chỉ khi đạt đến thần thể cảnh, hắn và Tiểu An mới có thể đấu lại cường giả mạnh như bọn họ. Tiểu An nói, chỉ cần trong thời gian này, bọn họ không tới làm phiền huynh thì sẽ không có vấn đề gì. Diệp Huyên nói, bất kể thế nào thì cũng ta cũng phải nhanh lên. Tiểu An gật đầu, bắt đầu luôn đi. Khoảng thời gian sau đó, Tiểu An bắt đầu cố hết sức giúp Diệp Huyên thăng cấp. Ở nơi nào đó trong tinh không, Tĩnh Chi ngồi trước đại điện, thích thú nhìn cuốn sách cổ trên tay. Lúc này, tả tướng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tĩnh Chi. Tả tướng hơi cúi đầu, sau đó lấy ra một quyển trục đưa cho Tĩnh Chi, thánh chủ, đây là tất cả tư liệu về Diệp Huyên. Tĩnh Chi đặt cuốn sách cổ trong tay xuống, cầm quyển trục lên. Sau khi đọc một hồi, nàng ấy bắt đầu nhíu mày. Một lúc lâu sau, Tĩnh Chi đặt trục cuốn xuống, nhẹ giọng nói, không thể động nào người này. Không thể động nào người này. Tả tướng khẽ cau mày, ông ta do dự một hồi, sau đó nói, thánh chủ, tuy cô gái váy trắng và người đàn ông áo xanh kia rất mạnh, nhưng có lẽ cũng chỉ là cường giả tố thể cảnh. Bọn họ. Ngu ngốc. Tĩnh Chi đột nhiên cắt ngang lời tể tướng. Nếu thật sự là tố thể cảnh, sao có thể phá vỡ thần thể của ta chỉ bằng một ý chí kiếm đạo? Còn cô gái váy trắng kia đã quét sạch hàng triệu sinh linh bằng một kiếm. Mặc dù ta cũng có thể làm được điều đó, nhưng ngươi đã bỏ qua một điểm, đó là nàng ta chỉ dùng vài phần sức lực để làm vậy. 10 phần sức lực và 1 phần sức lực giống nhau sao? Tả tướng im lặng. Tĩnh Chi nói tiếp, còn nữa, sau khi nhìn thấy ta, phồn đoá chí tôn kia vẫn sẵn sàng giúp Diệp Huyên. Tại sao? Đầu nàng ta có vấn đề sao? Không phải, là bởi vì nàng ta nghĩ người đứng sau Diệp Huyên mạnh hơn ta. Nàng ấy đứng lên nói tiếp, Diệp Huyên nắm giữ thần vật, thứ này bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày, vô cùng thần thông. Đừng nói là ta, mà ngay cả tổ tiên cũng không làm được. Muốn làm được điều này chỉ có một khả năng, đó là đảo ngược thời không của vũ trụ hiện hữu này, không những thế còn đảo ngược thời không của vũ trụ cao hơn chúng ta. Nói đến đây, nàng ấy ngẩng đầu nhìn lên tinh không, vẻ sợ hãi lóe lên trong mắt nàng ấy, ta đoán cô gái váy trắng kia rất có thể đã thoát khỏi vũ trụ hiện hữu này rồi. Thoát khỏi vũ trụ hiện hữu? Tả tướng bỗng nói, sao có thể như thế? Tĩnh Chi nói, sao lại không thể? Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, dù là An Võ Quân và ma chủ năm đó cũng không thể thoát khỏi vũ trụ hiện hữu, sao có thể có người nờ làm được? Tĩnh Chi nhíu mày, người suy luận kiểu gì vậy? Họ không thể thoát khỏi vũ trụ thì có nghĩa người khác không thể sao? Tả tướng cười khổ, họ đều là thiên tài trong thiên tài. Tĩnh Chi lại hỏi, vậy sao người có thể xác định không ai mạnh hơn họ? Tả tướng cạn lời. Tĩnh Chi cười nói, đừng suy xét tất cả mọi người bằng tư duy và tri thức của mình, vì có người có thể vượt xa khỏi nhận thức của chúng ta, hiểu chưa? Tả tướng gật đầu, ta hiểu rồi. Ông ta lại nói, nhưng thánh chủ à, nếu người đằng sau hắn mạnh như thánh chủ đoán thì bây giờ chúng ta nên làm sao? Bỏ cuộc sao? Tĩnh Chi lắc đầu, không thể bỏ cuộc. Tả tướng nhíu mày khó hiểu nói, tại sao? Tĩnh Chi nói, để cổ ma tộc đấu với hắn. Tả tướng ngạc nhiên, chuyện này. Tĩnh Chi nhảy mắt, chúng ta biết người phía sau hắn rất mạnh nhưng cổ ma tộc biết không? Không biết, hơn nữa cổ ma tộc cũng rất mạnh, để chúng đấu với hắn, chúng ta ở phía sau giúp đỡ, không phải rất tốt sao? Tả tướng trầm giọng nói, cổ ma tộc sẽ liều mình với Diệp Huyên sao? Tĩnh Chi nói, sẽ. Tả tướng hỏi, tại sao? Tĩnh Chi khẽ cười, vì Diệp Huyên đó đã chung thuyền với An Võ Quân,
chúng ta không dám cho An Võ Quân quá nhiều thời gian, cổ ma tộc càng không dám, tất nhiên vẫn cần chúng ta tác động vào. Nói rồi nàng ấy nhắm hai mắt lại. Tả tướng không dám làm phiền. Ông ta biết vị thánh chủ này của mình lại đang giở trò gì rồi. Một lúc sau, nàng ấy bỗng mở mắt ra, thông báo cho cổ ma tộc, nói là thực lực của An Võ Quân đang dần hồi phục, nếu họ không nhanh chân thì An Võ Quân sẽ khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao nhanh thôi. Tả tướng hơi cúi người xuống, sau đó lui xuống. Tĩnh Chi nằm trên ghế dài, một lúc sau nàng ấy khẽ cười, sau đó lại cầm sách cổ trong tay lên đọc tiếp. Trong tiểu tháp, có thể nói Diệp Huyên tiến bộ cực kỳ nhanh dưới sự chỉ dạy của Tiểu An. Lúc này Diệp Huyên mới biết có người chỉ dạy quan trọng thế nào. Vì có thể bớt đi đường vòng rất rất nhiều. Ban đầu hắn đã bước một chân vào thần thể cảnh, sau khi khổ luyện mấy năm, bây giờ hắn đã đến thời khắc quan trọng nhất của việc định hình thần thể. Nhưng có một vấn đề nho nhỏ. Thần lực. Hắn phải dựa vào thần lực mới có thể tạo hình thần thể. Tiểu An ở trước mặt Diệp Huyên trầm giọng nói, muội đã quên mất một vấn đề, đó là huynh không có thần lực trong vũ trụ này. Diệp Huyên cười khổ, tỷ à, đang đùa sao? Tiểu An lắc đầu, là do muội quên mất. Diệp Huyên trầm giọng nói, chỉ có thần lực mới có thể làm được sao? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyên nhìn Tiểu An nói, muội có thần lực nhưng nếu muội tạo hình thần thể cho huynh thì sẽ tiêu hao thần lực khá nhiều. Nếu như thế muội không thể nâng thêm một bậc, một khi người của chúng và cường giả cổ ma tộc đến thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa dù muội dùng thần lực của mình, có thể vẫn không đủ cho huynh. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, sử dụng lực lượng khác được không? Tiểu An hỏi, lực lượng gì? Diệp Huyên nói, lực lượng của Thanh Nhi. Tiểu An sửng sốt, sau đó nói, huynh có thể liên lạc với nàng ấy à? Diệp Huyên lắc đầu. Không thể, nhưng... Nói rồi hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Kiếm Thanh Huyên. Lúc này kiếm Thanh Huyên đã đột phá. Mặc dù ở bên ngoài mới trôi qua có mấy ngày nhưng trong tiểu tháp đã mấy chục năm. Lúc này tiểu hồn đã hấp thu hoàn toàn các linh hồn trước đó, còn bây giờ nó đã đạt đến cấp bậc gì, bản thân nàng ta cũng không biết. Có thể chỉ có Thanh Nhi mới biết bây giờ nó thuộc cấp bậc gì. Tiểu hồn phấn khích nói, tiểu chủ, muốn đánh nhau sao? Diệp Huyên bật cười, tiểu hồn, bây giờ ngươi thích đánh nhau lắm à? Tiểu hồn nói, có thể hấp thu được nhiều linh hồn hơn. Diệp Huyên lắc đầu cười, ngươi đó. Nói rồi hắn nhìn Tiểu An nói, Tiểu An, ta có một cách khá bạo gan là sử dụng kiếm này để định hình thần thể cho ta. Trong kiếm này không chỉ có lực lượng khủng khiếp, mà còn có lực lượng của Thanh Nhi về lực lượng chắc hẳn là đủ. Tiểu An im lặng hồi lâu lại nói, muội chưa từng làm như thế, cũng chưa từng có người làm thế. Diệp Huyên cười nói, vậy ta sẽ là người đầu tiên. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, huynh nghiêm túc đấy chứ? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc mà. Sau một lúc im lặng, Tiểu An nói, có thể thử xem, nhưng muội không biết sẽ xuất hiện hậu quả khôn lường gì. Diệp Huyên nói, chỉ cần không chết là được. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, yên tâm đi. Có muội ở đây, huynh không chết được đâu. Diệp Huyên bật cười nói, vậy chúng ta bắt đầu. Hắn cầm kiếm Thanh Huyên rồi đâm vào phần bụng của mình. Rầm. Lực lượng cực kỳ đáng sợ bỗng bùng phát từ cơ thể Diệp Huyên, thoáng chốc Diệp Huyên trợn tròn mắt, cảm giác cơ thể mình sắp bị nổ tung. Lúc này Tiểu An vội nói, sử dụng tâm pháp mà muội cho huynh, mau lên. Diệp Huyên không dám sơ suất. Vội vàng sử dụng tâm pháp Tiểu An cho. Không lâu sau hắn bắt đầu hấp thụ lực lượng của tiểu hồn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu hồn, làm thế này không khiến người bị thương thật chứ? Tiểu hồn cười hi hi, không đâu, chỉ là sau này tiểu chủ cần phải bồi bổ cho ta nhiều một chút. Diệp Huyên bật cười, chắc chắn rồi. Tiểu hồn nói, người tiếp tục đi, ta thấy tốc độ hấp thụ của người hơi chậm. Diệp Huyên. Tiểu An ở một bên nhìn chằm chằm tiểu hồn. Tốc độ Diệp Huyên hấp thụ không chậm, nên nói là rất nhanh, còn rất rất nhiều nhưng tiểu hồn này lại nói là chậm. Hay nói cách khác thanh kiếm này đáng sợ hơn nàng nghĩ. Rốt cuộc bây giờ thanh kiếm này đạt đến mức độ nào? Nàng cũng không biết.
Sau khi đột phá, dù là nàng cũng không nhìn thấu được thanh kiếm này. Cứ thế thời gian trôi qua từng chút, sau khi Diệp Huyên hấp thụ lực lượng chứa trong kiếm thanh huyên, khí tức của hắn cũng nhanh chóng tăng lên, không chỉ thế thân thể hắn cũng bắt đầu thay đổi từng chút dưới sự chỉ dạy của Tiểu An. Nhưng nàng vẫn cứ căng thẳng hết sức. Vì trước giờ nàng chưa từng làm như vậy, nàng cũng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phải biết lực lượng của kiếm thanh huyên này không phải là thần lực, nàng cũng không chắc rốt cuộc có thành công hay không. Dù sao cũng thử trước xem sao. Cứ thế thời gian trôi qua từng chút, khí tức của Diệp Huyên cũng ngày càng mạnh hơn, đến cùng cả thế giới trong tháp giới ngục rung chuyển vì nó. Vẻ mặt Tiểu An ở bên cạnh lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Không cẩn thận một chút thôi Diệp Huyên có thể sẽ không quay về nữa. Khoảng một canh giờ sau thân thể Diệp Huyên bắt đầu run lên dữ dội. Tiểu An nhíu mày, bây giờ huynh thấy thế nào? Diệp Huyên run giọng nói, cảm giác sắp không chống đỡ được nữa. Tiểu An trầm giọng nói, lực lượng trong thanh kiếm này đúng là đáng sợ thật. Nàng vừa nói vừa nhìn Diệp Huyên, có thể tiếp tục không? Diệp Huyên nói, miễn cưỡng có thể. Tiểu An gật đầu, cứ xoay chuyển lực lượng như cách muội đã nói. Diệp Huyên nói, ừ. Nói rồi hắn bắt đầu từ tốn dẫn dắt lực lượng trong cơ thể. Khoảng một ngày sau, Diệp Huyên nhận ra cơ thể hắn đang dần thay đổi. Tiểu An trầm giọng, cơ thể huynh đang thay đổi chứng tỏ dùng cách này ổn, nhưng không được sơ suất. Diệp Huyên gật đầu, dĩ nhiên hắn không dám sơ suất, đây không phải trò đùa. Tiểu An cứ nhìn Diệp Huyên chằm chằm, lúc này cơ thể Diệp Huyên đang thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nàng nhận ra dưới da của Diệp Huyên lại loáng thoáng có sợi kiếm. Nhìn thấy thế Tiểu An không khỏi nhíu mày. Sợi kiếm? Là vì kiếm sao? Dĩ nhiên không phải. Mà là khi đang tu luyện thần thể, Diệp Huyên đã kết hợp với vô địch kiếm thể của mình. Hắn chỉ muốn thử một chút, nhưng không ngờ có thể thật. Thần thể cộng thêm vô địch kiếm thể. Cứ thế một tháng sau, lúc này khí tức quanh người Diệp Huyên đã trở nên bình thường lại. Diệp Huyên đột nhiên đứng lên, khoảnh khắc hắn đứng lên, không gian xung quanh hắn bỗng chốc nứt ra. Tiểu An ở bên cạnh khẽ nói, thành công rồi, thành công rồi. Diệp Huyên mở mắt ra, hắn nhấc hai tay lên, không gian xung quanh hắn lại nứt toạc. Lúc này Tiểu An nói, huynh không phải là thần thể. Diệp Huyên nhìn Tiểu An trầm giọng nói, cái này còn đáng sợ hơn thần thể. Nói rồi nàng nhìn Diệp Huyên, huynh tự thêm tâm pháp khác vào. Diệp Huyên gật đầu, vô địch kiếm thể. Bây giờ ta vừa là thần thể, vừa là kiếm thể. Trong cơ thể hắn hiện giờ có ẩn chứa sợi kiếm vô tận. Đánh tay không với người ta sẽ có hiệu quả đáng kinh ngạc. Tiểu An nói, muội sẽ giải thích điểm huyền diệu của thần thể này cho huynh. Diệp Huyên nói, được. Mặc dù hiện giờ hắn đã đạt đến thần thể cảnh nhưng hắn vẫn không vững, cũng không quen với cảnh giới này. Nhưng cũng may có Tiểu An ở đây. Trong khoảng thời gian sau đó, Diệp Huyên được Tiểu An chỉ dạy bắt đầu làm quen với cảnh giới. Ở nơi nào đó không biết tên trong tinh không, Tĩnh Chi ngồi trước đại điện, bên cạnh nàng ấy là một đống sách cổ. Khoảng thời gian này, ngày nào nàng ấy cũng rảnh rỗi nên cứ đọc sách. Đọc sách là sở thích của nàng ấy. Đúng lúc này tả tướng bỗng xuất hiện trước mặt Tĩnh Chi, tả tướng hơi cúi người xuống, thánh chủ, một vị ma sứ của cổ ma tộc đến. Tĩnh Chi chớp mắt nói, mau mời vào. Tả tướng lui ra ngoài, không lâu sau ông ta dẫn theo một lão già áo đen bước đến trước đại điện. Lão già áo đen cúi người xuống, thánh chủ. Tả tướng nói, các ngươi đến rồi. Lão già áo đen nhìn Tĩnh Chi, sau đó nói, An Võ Quân đã khôi phục thực lực rồi sao? Tĩnh Chi lắc đầu, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn nhưng cùng lắm là ba ngày sau, thực lực của nàng ta không chỉ có thể khôi phục mà còn có thể mạnh hơn trước. Lão già áo đen nhíu mày, tại sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, vì nàng ta gặp được một người đàn ông, trong tay người đó có rất nhiều thần vật, trong đó có một tiểu tháp, tháp này cực kỳ mạnh, 100 năm bên trong bằng một ngày bên ngoài. Tả tướng nhìn Tĩnh Chi, hơi ngơ ngác. Lão già áo đen cau chặt mày, sao có thể chứ? Tĩnh Chi nghiêm túc nói, thật 100%. Nghe nói vật này được lưu truyền từ ngoài vũ trụ,
bây giờ đã nhận thiếu niên đó là chủ, mà bây giờ hắn và An Võ Quân đã ở cùng nhau. Đau đầu quá, hơn nữa trước đó hắn còn giúp An Võ Quân đánh lại ta, còn khoác lác nói sau này muốn dẫn An Võ Quân về giết cả thần cổ giới, tắm máu khắp thánh đường và cổ ma tộc. Tả tướng, tắm máu cổ ma tộc. Lão già áo đen nhếch khóe miệng, chỉ dựa vào hắn sao? Tĩnh Chi thấp giọng thở dài, ma sứ, người đừng coi thường người này tuổi còn trẻ nhưng sức chiến đấu mạnh đáng sợ. Lão già mặc áo đen liếc nhìn Tĩnh Chi, người này có lai lịch thế nào? Tĩnh Chi do dự một lát, sau đó nói, lai lịch trái lại rất bình thường, chỉ là khá may mắn có được vài món thần vật, từ đó đã thay đổi vận mệnh của bản thân. Ngươi cũng biết những chuyện như vậy dù ở chỗ chúng ta cũng thường gặp. Lão già mặc áo đen khẽ cau mày, hắn còn tuyên bố sẽ hủy diệt cổ ma tộc và thánh đường của ta sao? Tĩnh Chi gật đầu, đúng vậy. Lão già mặc áo đen hơi khó hiểu, hắn dựa vào đâu mà lại dám nói như vậy? Tĩnh Chi nở nụ cười sáng lạn, đương nhiên là bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu gì về cổ ma tộc. Nếu hắn có hiểu biết về cổ ma tộc thì sao hắn lại dám nói như vậy chứ? Lão già áo đen khẽ gật đầu, nói như vậy thì chẳng qua là chỉ là một tên tiểu nhân đắc chí mà thôi. Tĩnh Chi dập tắt nụ cười, nghiêm túc nói, người này tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng sức chiến đấu cũng không thể khinh thường. Lão già áo đen nói, bây giờ hắn đang ở đâu? Tĩnh Chi do dự một chút, sau đó nói, bây giờ đi tìm hắn quả thực hơi mạo hiểm, chỉ bằng đợi người của chúng ta tới rồi mới đi tìm hắn. Lão già mặc áo đen lắc đầu, bọn họ chỉ có hai người thôi mà, sao phải sợ? Tĩnh Chi suy nghĩ một lúc, sau đó đáp, cũng được. Vậy lát nữa ta sẽ giữ chân An Võ Quân cho ngươi, ngươi đối phó với thiếu niên đó, được không? Lão già áo đen do dự, sau đó nói, thực lực của An Võ Quân bây giờ thế nào? Tĩnh Chi nghiêm nghị nói, ít nhất đã hồi phục 8 phần, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ giữ chân nàng ta. Dù có chết trận ta cũng sẽ không để nàng ta tới làm ảnh hưởng việc ngươi giết thiếu niên kia. Lão già áo đen liếc nhìn Tĩnh Chi, thánh chủ trượng nghĩa. Tĩnh Chi cười nói, vậy bây giờ chúng ta đi tìm thiếu niên đó luôn. Lão già mặc áo đen gật đầu, được. Chẳng mấy chốc, mấy người họ đã biến mất trong tinh không. Chấm chấm chấm. Bên trong tiểu tháp, Tiểu An đang dậy Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu, nói, bọn họ đến rồi. Diệp Huyên gật đầu. Hai người rời khỏi tiểu tháp, ngay khi rời khỏi đó, mấy người Tĩnh Chi đã xuất hiện trước mặt. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Tĩnh Chi, sau đó nhìn về phía lão già áo đen bên cạnh, người của cổ ma tộc. Tiểu An gật đầu. Tĩnh Chi liếc nhìn Diệp Huyên cười nói, tiểu ca, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vừa nói, nàng ấy vừa nhìn về phía lão già mặc áo đen bên cạnh, người này là ma sứ của cổ ma tộc. Tiểu ca, ông ta muốn xem tiểu tháp thần kỳ của ngươi, ngươi có thể lấy ra xem một chút được không? Diệp Huyên cười nói, e rằng không được. Tĩnh Chi quay đầu nhìn về phía ma sứ, hơi bất lực, hắn không nể mặt. Ma sứ nói nhỏ, cần gì phải phí lời với hắn. Vừa nói ông ta vừa liếc nhìn Diệp Huyên, người nói muốn tiêu diệt cổ ma tộc của ta à? Diệp Huyên khẽ cau mày, ta từng nói như vậy sao? Bên cạnh, Tĩnh Chi đột nhiên nói, người đã từng nói như vậy. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, cô đổ oan cho ta. Tĩnh Chi chớp mắt, người có biết An Võ Quân có quan hệ gì với bọn ta không? Là kẻ thù không đội trời chung, mà ngươi giúp nàng ta thì ngươi sẽ là kẻ thù không đội trời chung của bọn ta. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, cô đang chơi trò gì thế? Tĩnh Chi cười nói, Diệp công tử, thế này nhé, bọn ta giết An Võ Quân, ngươi đừng xen vào, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không xen vào, bọn ta nhất định sẽ không nhằm vào ngươi. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, cô từng điều tra ta. Cô! Tĩnh Chi đột nhiên biến mất tại chỗ. Thẳng thừng ra tay. Nhưng không phải ra tay với Diệp Huyên, mà là ra tay với Tiểu An bên cạnh hắn. Sau khi ra tay, Tĩnh Chi lại nói, ma sứ, ta sẽ giữ chân An Võ Quân, người mau giết tên thiếu niên đó đi. Nghe Tĩnh Chi nói vậy, ánh mắt của ma sứ lại nhìn vào Diệp Huyên, ngay sau đó, ông ta biến mất tại chỗ. Xa xa, Diệp Huyên bất ngờ rút kiếm chém một nhát. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ tan, ma sứ lui ra xa ngàn thước.
khi ông ta dừng lại, toàn thân đã nứt ra ngay lập tức. Ma sứ choáng váng. Không chỉ ma sứ, mà Tĩnh Chi đang âm thầm giở trò bên này cũng hơi bối rối. Mẹ kiếp! Tên này lại mạnh hơn rồi. Tiểu tháp đó đúng là có tác dụng khủng khiếp thật. Lúc này Diệp Huyên đã đạt đến thần thể cảnh. Tên này bỗng chốc đã vượt lên nhiều cảnh giới như thế rồi. Ma sứ ở đằng xa hơi khó tin nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên vừa định ra tay nhưng dường như nghĩ đến gì đó bèn quay lại nhìn Tiểu An đang dừng lại ở một bên nói chúng ta đi. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, không hỏi tại sao, nàng đi đến cạnh Diệp Huyên rồi hai người xoay người đi. Tĩnh Chi cũng không ngăn lại. Lúc này ma sứ đi đến cạnh Tĩnh Chi, ông ta định nói gì đó thì Tĩnh Chi bỗng vung một kiếm ra. Vèo. Ma sứ còn chưa kịp phản ứng đã bị chém chết. Ở cách đó không xa, ánh mắt tả tướng hiện lên vẻ không thể tin được, thánh chủ Tĩnh Chi chớp mắt, là do ta giết sao? Tả tướng sửng sốt rồi nói, là Diệp Huyên giết, Tĩnh Chi cười nói, thông minh đấy. Tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, thực lực của Diệp Huyên đã mạnh hơn, nếu để cổ ma tộc điều tra ra lai lịch của hắn, e là cổ ma tộc sẽ không liều mạng với hắn nữa, hắn. Tĩnh Chi khẽ nói, cổ ma tộc sẽ liều mạng với hắn vì chúng không dám để An Võ Quân trưởng thành. Nói rồi nàng ấy nhắm hai mắt lại, ta cũng không dám, người này có tháp thần, tiếp tục tu luyện như thế, thánh đường chúng ta và cổ ma tộc đều không phải là đối thủ của hai người kia. Nghe thế sắc mặt tả tướng cũng trở nên nghiêm trọng. Thực lực của ma sứ kia mạnh hơn ông ta một chút, thế nhưng lúc nãy lại bị một kiếm của Diệp Huyên chém vỡ thân thể. Không lâu trước đó Diệp Huyên còn đánh không lại ông ta. Nhưng bây giờ thực lực của Diệp Huyên lại đạt đến mức này. Tốc độ trưởng thành đúng là khủng khiếp quá. Tĩnh Chi bỗng nói, điều tra tất cả những người bên cạnh Diệp Huyên giúp ta. Tả tướng trầm giọng nói, ý của thánh chủ là. Tĩnh Chi cười nói, là người thì chắc chắn có điểm yếu, không phải à? Tả tướng gật đầu, vâng. Nói rồi ông ta xoay người đi ra ngoài. Tĩnh Chi nhắm mắt lại, một lúc sau nàng ấy mở bàn tay ra, một hòn đá đen xuất hiện trong tay nàng ấy. Sau khi thầm niệm mấy câu, hòn đá đen đó biến thành một luồng sáng màu đen trôi nổi trước mặt nàng ấy. Một lúc sau trong luồng sáng đen xuất hiện một hư ảnh. Tĩnh Chi nói, có biến. Một lúc sau bóng mờ nói, nàng ta đã khôi phục đến đỉnh cao. Tĩnh Chi lắc đầu, vẫn chưa nhưng cũng sắp rồi. Bóng mờ nói, nhanh thế à? Tĩnh Chi nói, nàng ta quen với một người đàn ông, trong tay người này có một thần vật là tiểu tháp, thời gian và không gian trong tháp này khác với vũ trụ của chúng ta, nghe nói 100 năm trong đó bằng một ngày bên ngoài. Hư ảnh trầm giọng nói, không thể nào. Tĩnh Chi cười nói, ta cũng nghĩ như thế, nhưng ta lừa ngươi để làm gì? Hư ảnh im lặng không nói. Tĩnh Chi lại nói, lúc nãy thiếu niên đó giết ma sứ của ngươi, mà hai ngày trước hắn vẫn chỉ là thời không cảnh, nhưng bây giờ hắn đã thần thể cảnh, thêm mấy ngày nữa ta chắc hắn có thể đạt đến thần hồn cảnh. Bóng mờ nói, tại sao hắn lại có thần vật đó? Tĩnh Chi nói, may mắn, tình cờ có được. Dĩ nhiên nàng ấy sẽ không là có người đặc biệt làm cho Diệp Huyên. Người thế nào mới có thể làm ra thần vật như vậy? Bóng mờ im lặng một lúc lâu mới nói, nếu tháp đó có thần khí đúng như ngươi nói thì tại sao thiếu niên đó chỉ là thần thể cảnh? Tĩnh Chi nói, đó là vì trước đó hắn không quen An Võ Quân, lúc đó hắn chưa tiếp xúc được với cấp bậc này của chúng ta, nhưng bây giờ hắn đã quen với An Võ Quân, được tiếp xúc với văn minh võ thuật ở bậc cao hơn. Đây không phải là trọng điểm là hiện giờ An Võ Quân có thể sử dụng tiểu tháp của hắn để khôi phục toàn bộ thực lực của mình, hơn nữa có thể còn tiến thêm một bậc. Ngươi nghĩ mà xem, nếu nàng ta dựa vào tiểu tháp đó thì ta và ngươi vẫn còn là đối thủ của nàng ta không? Hư ảnh im lặng không nói. Tĩnh Chi lại nói, hai người họ đã hợp tác với nhau, bây giờ không trừ khử chúng thì sau này người bị tiêu diệt sẽ là chúng ta. Nàng ấy ngừng nói một chốc rồi lại nói, ngươi quyết định có đánh hay không, nếu ngươi không đánh thì giờ ta sẽ dẫn người về lại thánh đường. Sau một chốc im lặng, hư ảnh nói, đợi ta. Tĩnh Chi nói chuyện hắn có thần vật cho thái nhất tộc biết đi. Hư ảnh hỏi, tại sao? Tĩnh Chi khẽ nói, đừng mơ có thể chiếm lấy vật này một mình,
vì đó là điều không thể. Bóng mờ nói, trước tiên khoan thông báo với Thái nhất tộc, ta tự mình đến. Nói rồi ánh sáng đen biến mất. Tĩnh Chi lắc đầu cười, đúng là tham lam, nhưng cũng tốt. Nói rồi nàng ấy bỗng quay đầu lại, hữu tướng. Một ông lão xuất hiện trước mặt nàng ấy. Tĩnh Chi nói, phát lệnh truy nã người thân của Diệp Huyên cho cả vũ trụ, người nào giết một người thân của hắn thì có thể nhận. Nói rồi nàng ấy cau mày, vũ trụ này có thứ gì đáng quý? Hữu tướng nói, suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Tĩnh Chi nói, hễ giết được một người thân của Diệp Huyên thì có thể nhận được một suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Hữu tướng trầm giọng nói, thánh chủ muốn giữ chân Diệp Huyên để hắn và An Võ Quân không thể vào tiểu tháp tu luyện. Tĩnh Chi gật đầu, nếu hắn tu luyện thêm một tháng, e là ta cũng không phải đối thủ của hắn nữa, không thể cho hắn thêm thời gian nữa. Hữu tướng gật đầu, đã rõ. Nói rồi ông ta biến mất. Tĩnh Chi nhắm mắt lại, một lúc sau nàng ấy bỗng xoay người rời đi. Trong một tinh không nào đó, Diệp Huyên bỗng quay sang nhìn Tiểu An, tại sao muội không hỏi ta lý do rời đi? Tiểu An nói, huynh nói thì muội nghe, không nói thì muội không nghe. Diệp Huyên lắc đầu, vậy muội muốn biết không? Tiểu An gật đầu, Diệp Huyên khẽ nói, muội nghĩ sao về Tĩnh Chi đó? Sau khi im lặng một lúc Tiểu An mới nói, nham hiểm. Diệp Huyên nói, nàng ta từng điều tra ta, chắc chắn biết đến cha và Thanh Nhi. Nàng ta chắc rất kiêng dè hai người họ nên mới muốn lợi dụng cổ ma tộc để đánh với ta, nàng ta không chỉ đang tính kế ta mà còn tính kế với cổ ma tộc. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, huynh định đối phó thế nào? Diệp Huyên nói, chúng ta cần thời gian, nhưng có lẽ nàng ta sợ nhất là việc chúng ta có thời gian, thế nên nàng ta chắc sẽ có hành động đối phó với chúng ta. Đúng lúc này không gian trước mặt hắn đột nhiên rung chuyển. Lâu chủ Tiểu Lâu gửi tin tức đến. Một lúc sau, Diệp Huyên nói, nàng ta bắt đầu truy nã người nhà của ta. Tiểu An lại nói, huynh định làm gì? Diệp Huyên nhắm mắt lại, một chốc sau mới nói, Tiểu An, mọi người đều biết vũ trụ hiện hữu này, nói cách khác còn có ngoài vũ trụ nữa đúng chứ? Tiểu An gật đầu, phải. Diệp Huyên nhìn Tiểu An, ta đến từ ngoài vũ trụ, muội tin không? Tiểu An do dự một lúc mới nói, muội tin. Diệp Huyên. Diệp Huyên không biết phải nói gì, Tiểu An, ta bốc phét vậy mà muội cũng tin hả? Tiểu An, tin ạ. Diệp Huyên thật sự cạn lời. Thế mà cũng tin cho được. Tiểu An, huynh nói về kế hoạch của huynh đi. Diệp Huyên cười, nếu ta đoán không sai thì người phụ nữ kia và cổ ma tộc chắc chắn rất muốn biết về lai lịch của ta, vậy thì ta sẽ cho họ xem. Tiểu An, bên ngoài vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu. Tiểu An, sau đó thì sao? Diệp Huyên, hù chết họ. Tiểu An. Diệp Huyên bật cười, Tiểu An, muội đáng yêu quá đi mất. Hắn quan sát bốn phía rồi vươn tay, gọi một lá bùa truyền âm xuất hiện rồi bóp nát nó. Một chốc sau, lâu chủ Tiểu Lâu xuất hiện. Diệp Huyên cười nói, nhờ lâu chủ giúp một việc. Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, Diệp Huyên cứ nói. Diệp Huyên, giúp ta truyền tin đến chư thiên vạn giới, nói rằng Diệp Huyên ta đến từ bên ngoài vũ trụ, là khách ngoại lai. Khách ngoại lai. Lâu chủ Tiểu Lâu kinh ngạc vô cùng, Diệp Huynh, thật sự là khách ngoại lai ư? Diệp Huyên đen mặt, ngươi tin à? Lâu chủ Tiểu Lâu gật đầu, tin chứ? Diệp Huyên, hắn thật sự là cạn lời. Sao trên đời lại có người tin vào ba thứ hoang đường này chứ? Lâu chủ Tiểu Lâu bỗng cười khổ, Diệp Huynh có biết vì sao ta lại tin không? Diệp Huyên, đúng là đang muốn biết. Lâu chủ Tiểu Lâu, vì không chỉ huynh mà người sau lưng huynh đều quá mức bí ẩn. Mấu chốt là tốc độ tiến bộ của huynh. Lần đầu gặp nhau, huynh mới đến cảnh giới nào. Vậy mà bây giờ ngay cả ta cũng không nhìn ra. Thiên tài yêu nghiệt gì đó trước mặt huynh chỉ toàn là rác rưởi. Nói chung là huynh rất bất thường, nên nếu huynh nói mình là khách ngoại lai, ta sẽ tin. Diệp Huyên lắc đầu cười, cũng được. Vậy ngươi giúp ta thông báo khắp chư thiên vạn giới rằng ta là khách ngoại lai. Ngoài ra ta sẽ treo thưởng 100 dòng suối nguồn vĩnh sinh cho bất kỳ ai giết được bạn bè người thân của ta, ai giết được Diệp Huyên ta, thưởng 1.000 dòng. Lâu chủ Tiểu Lâu cau mày khó hiểu, Diệp Huynh, đây là...
Diệp Huyên chỉ cười mà không nói. Lâu chủ Tiểu Lâu, ta hiểu rồi. Với cái giá 10 dòng suối nguồn vĩnh sinh, chắc chắn sẽ có người đi làm. Nhưng nếu là 100 dòng thì sao? Đảm bảo sẽ không ai dám. Bởi vì tiền thưởng này quá cao. Cao đến bất thường. Lâu chủ Tiểu Lâu xoay người rời đi. Không lâu sau, mức treo thưởng đã được truyền đi. Khi biết con số 100 dòng suối nguồn vĩnh sinh để đổi lấy một mạng người, nhiều kẻ vốn đang động tâm tư đều đồng loạt từ bỏ. 100 dòng suối nguồn vĩnh sinh cấp thần. Tưởng nó là cỏ dại mọc đầy đường hay gì. Không một ai tin vào những lời lừa bịp này. Nhưng ở một vùng vũ trụ vô danh nào đó, tả tướng bỗng xuất hiện trước mặt Tĩnh Chi, thấp giọng nói vài câu. Một hồi sau, Tĩnh Chi lắc đầu cười, thú vị. Tả tướng, thánh chủ, hay để ta tự mình đi. Tĩnh Chi, với tính tình tên này, người mà dám đụng vào người thân thì hắn còn không liều mạng với ngươi sao? Tả tướng cau mày, vậy phải làm sao bây giờ? Tĩnh Chi, nhược điểm của người này nằm ở thân nhân và bè bạn, nhưng chúng ta không thể làm chim đầu đàn được, mà phải nhường cho cổ ma tộc. Một khi chúng dám ra tay đồng nghĩa với chọc giận hắn, khi ấy hai bên chắc chắn sẽ có đổ máu. Tả tướng do dự một hồi rồi hỏi, có phải thánh chủ đã đánh giá tên Diệp Huyên này quá cao rồi không? Tĩnh Chi liếc mắt, tính cách ngươi vẫn không thay đổi. Tả tướng, thuộc hạ thừa nhận Diệp Huyên quả thật có phần bất phàm, nhưng dù sao đi nữa cũng chỉ đến từ tinh vực cấp thấp. Nếu không gặp phải An Võ Quân, hắn còn chẳng biết thần thể là gì, hắn. Đúng lúc này, hữu tướng đột ngột xuất hiện, thấp giọng nói. Thánh chủ, có tin đồn Diệp Huyên kia là khách ngoại lai. Khách ngoại lai. Tĩnh Chi nghe vậy thì cau mày, ai truyền đi? Hữu tướng lắc đầu, không biết cụ thể, nhưng đã lan đi khắp nơi, ai cũng nói rằng Diệp Huyên đến từ ngoài vũ trụ. Ăn nói hàm hồ. Tả tướng thốt lên, hắn sao có thể đến từ ngoài vũ trụ được chứ? Chỉ là những lời bậy bạ mà thôi. Tĩnh Chi cười hỏi, nói thử ta nghe xem, vì sao hắn không thể đến từ ngoài vũ trụ? Tả tướng, căn bản không thể nào. Tĩnh Chi, vì sao? Tả tướng, chẳng lẽ thánh chủ thật sự tin rằng hắn đến từ ngoài vũ trụ? Tĩnh Chi cười, vì sao không thể? Tả tướng, Diệp Huyên kia khua môi múa mép thành thói, chắc chắn đây là tin vịt do hắn loan ra, hòng di dời sự chú ý của chúng ta. Tĩnh Chi gật đầu, đúng một nửa. Tả tướng vội hỏi, nửa còn lại thì sao? Tĩnh Chi nằm xuống ghế, cười nói, bên ngoài vũ trụ à? Vẫn là câu nói cũ. Chuyện chúng ta không làm được, chưa chắc người khác cũng vậy. Tả tướng cười khổ, thánh chủ, ta biết người cũng biết rõ hắn đang nói dối mà. Đúng không? Tĩnh Chi chậm rãi nhắm mắt lại, ta lại hy vọng hắn nói thật. Hai người hữu tướng và tả tướng không hiểu. Tĩnh Chi, ta càng sợ người sau lưng hắn mới đến từ ngoài vũ trụ. Rời khỏi thế giới này càng kinh khủng hơn tiến vào thế giới này nhiều lắm. Sau đó nàng ấy nhắm mắt. Lặng lẽ suy nghĩ trong lòng. Sắc mặt dần trở nên trầm trọng. Khách ngoại lai ư? Từ những dấu hiệu bên ngoài đến xem, Diệp Huyên không phải khách ngoại lai. Bởi vì hành vi của hắn, nhất là tri thức về võ đạo, căn bản không giống với khách ngoại lai. Hơn nữa hắn là kẻ ưa khoác lác. Ngày nào cũng phải oang oang cái mồm. Nhưng nếu hắn không phải khách ngoại lai thì chỉ còn một khả năng. Người sau lưng hắn đã có thể rời khỏi vũ trụ này, hoặc cho dù không thì hiểu biết của người ấy về đại đạo đã vượt xa những gì vũ trụ này biết đến. Nghĩ vậy, sắc mặt Tĩnh Chi càng trầm xuống. Cô gái váy trắng. Người đàn ông áo xanh. Cả hai vẫn là những dấu chấm hỏi. Nàng ấy không những không tìm thấy tung tích, mà ngay cả tin tức cơ bản của họ cũng không có. Quá mức bí ẩn. Đã vậy. Kẻ thù của Diệp Huyên đều bỏ mạng sau khi gặp phải hai người này. Tả tướng lại hỏi, mối lo thật sự của thánh chủ là cô gái váy trắng và người áo xanh kia. Tĩnh Chi cười cười, đúng vậy. Tả tướng, thánh chủ, nhìn bề ngoài thì hai người họ quả thật rất mạnh, nhưng tuyệt đối chưa đến trình độ có thể rời khỏi vũ trụ này, bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất, đến thần đế còn không thể rời khỏi vũ trụ này được, bọn họ có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể vượt qua thần đế, đúng chứ? Thứ hai, nếu họ thật sự đã rời khỏi vũ trụ này, vì sao vẫn để Diệp Huyên ở đây?
Tĩnh Chi lắc đầu cười, người đúng là. Tả tướng, ta nói có lý chứ. Ngu xuẩn. Tĩnh Chi quắc mắt, đến hôm nay mà vẫn còn khinh thường người của vũ trụ này. Vì sao? Vì ngươi mang trong mình sự thượng đẳng, như một kẻ từ thành thị về nông thôn, cho rằng mình cao quý đến tận xương tủy. Nhưng chính sự thượng đẳng này rồi có ngày sẽ hại chết ngươi. Tả tướng câm lặng. Tĩnh Chi cười, ta biết ngươi chắc chắn đang nghĩ nếu người sau lưng hắn mạnh như vậy thì tại sao chúng ta lại đối đầu với hắn, đúng không? Tả tướng gật đầu lia lịa. Tĩnh Chi hỏi ngược lại, chúng ta đối đầu với hắn bao giờ? Tả tướng cau mày khó hiểu, nghĩa là thế nào? Tĩnh Chi trợn mắt, kẻ địch của hắn không phải là cổ ma tộc sao? Tả tướng. Hữu tướng đứng một bên nhìn Tĩnh Chi, thấp giọng thở dài. Thánh chủ sắp đặt bẫy chờ Diệp Huyên và cổ ma tộc bước vào rồi. Thật ra ông ta bội phục thánh chủ vô cùng, bởi xét về sức mạnh và thiên phú, nàng ấy không chỉ thua xa An Võ Quân mà còn kém hơn nhiều người khác, nhưng bù lại, nàng ấy là người thông minh nhất thánh đường này. Hiện nay, tuy thực lực thấp hơn cổ ma tộc và thái nhất tộc nhưng vẫn có thể tồn tại, thậm chí còn có thể qua lại giữa cả hai. Tiếc rằng nàng ấy không hợp với An Võ Quân năm ấy. Bằng không thì thánh đường đã vượt xa cổ ma tộc và thái nhất tộc. Lúc này, Tĩnh Chi bỗng cất bước đi về phía xa. Tả tướng vội hỏi, thánh chủ, ngài. Tĩnh Chi cười, các ngươi điều tra không ra, ta sẽ tự mình đi. Sau đó nàng ấy biến mất. Tĩnh Chi đi rồi, tả tướng hỏi, thánh chủ muốn tiêu diệt cổ ma tộc sao? Hữu tướng, chẳng lẽ không nên? Tả tướng im lặng một hồi mới nói, ta cho rằng uy hiếp từ An Võ Quân lớn hơn. Hữu tướng, An Võ Quân uy hiếp đến thánh chủ, nhưng mối họa từ cổ ma tộc đối với thánh đường càng lớn hơn. Thánh chủ chọn đối phó với cổ ma tộc trước cho thấy địa vị của thánh đường trong lòng nàng cao hơn. Tả tướng thở dài, thật ra An Võ Quân không hợp làm thánh chủ, nhưng lại có sức mạnh cao cường. Hữu tướng nhìn ông ta, người vẫn chưa rõ sao. Sở dĩ thánh chủ tham gia tranh giành vị trí này là để cho hả giận. Nàng ấy là con ruột của lão thánh chủ, nhưng lại bị lão thánh chủ chê không bằng An Võ Quân. Ông ta lắc đầu thở dài, lão thánh chủ cũng thật là. Việc thánh thiên nội loạn không thể hoàn toàn trách Tĩnh Chi. Tả tướng bỗng nói, An Võ Quân và thánh chủ liệu có thể làm hòa không? Hữu tướng không biết phải nói gì, người tưởng đây là trò chơi gia đình sao? Sau đó xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi rời khỏi đại điện, Tĩnh Chi bắt đầu điên cuồng đi xuyên qua thời không, chẳng mấy chốc đã đặt chân đến một tòa thành nhỏ. Thanh Châu. Nàng ấy chậm rãi đi đến đại điện hoàng cung, vừa bước tới đã bị một tốp thị vệ ngăn lại. Bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau, để tiền bối vào. Các thị vệ lui ra, Thác Bạt Ngạn xuất hiện. Tĩnh Chi nhìn nàng ta. Mỉm cười không nói. Thác Bạt Ngạn cong môi, ta là người của hắn, tiền bối muốn bắt ta đến uy hiếp hắn sao? Tĩnh Chi, nếu ta nói đúng vậy, Thác Bạt Ngạn, e rằng ngươi sẽ không được loại nguyện. Dứt lời, linh hồn nàng ta đã bốc cháy. Tự sát. Thác Bạt Ngạn lựa chọn tự sát mà không hề do dự. Bởi nàng ta biết rằng nếu đối phương đã có thể tìm đến nơi này, chứng tỏ đã sở hữu sức mạnh mà nàng ta không thể chống lại. Chỉ còn một con đường chết. Nếu không, một khi Diệp Huyên bị uy hiếp, bản thân nàng ta cũng sẽ chịu nhục. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Tĩnh Chi, một cô gái ngoan cường. Sau đó, nàng ấy đưa tay làm động tác nhấn xuống. Cơ thể Thác Bạt Ngạn trở lại bình thường. Sắc mặt nàng ta xa sầm. Tĩnh Chi cười, bảo người của cô lui xuống đi. Thác Bạt Ngạn liếc nhìn đối phương rồi khoát tay. Để binh lính bốn phía nhanh chóng thối lui. Tĩnh Chi, phu quân của cô cũng đến rồi. Nàng ấy vừa nói xong, Diệp Huyên đã xuất hiện bên cạnh Thác Bạt Ngạn. Hắn không nói không rằng, trực tiếp vung kiếm chém ra. Tĩnh Chi cũng rút kiếm. Kiếm quang bùng nổ. Thác Bạt Ngạn biến sắc khi nhận ra sức mạnh tàn dư còn lại đủ để phá hủy toàn bộ đất nước. Diệp Huyên lại thi triển kiếm vực. Uỳnh. Sức mạnh còn sót lại bị hắn chân áp. Hắn nhìn Tĩnh Chi, sát ý trong mắt như có thể thực thể hóa.
Tĩnh Chi chỉ cười, dường như ngươi lại mạnh thêm một ít. Diệp Huyên, chúng ta đổi chỗ chứ? Tĩnh Chi lắc đầu, không. Diệp Huyên nheo mắt, đặt ngón cái lên chuôi kiếm. Tĩnh Chi cong môi, chỉ cần ngươi ra tay, nơi bé nhỏ này sẽ bị hủy diệt. Diệp Huyên im lặng. Hai người họ mà đánh nhau, e rằng toàn bộ Thanh Châu sẽ biến mất. Tĩnh Chi đang định mở miệng thì Diệp Huyên đã nói, Tĩnh Chi cô nương là khách, chúng ta vào nhà nói chuyện chứ. Tĩnh Chi cười, được thôi. Ba người bước vào một gian đại điện, Diệp Huyên và Tĩnh Chi đối diện nhau, Thác Bạt Ngạn đích thân châm trà. Diệp Huyên, Tĩnh Chi cô nương hãy nói mục đích của cô đi. Tĩnh Chi cười, chỉ muốn tìm hiểu ngươi một chút thôi. Diệp Huyên đưa ly trà lên nhấp một ngụm, cô nương muốn biết về cha ta và Thanh Nhi thì đúng hơn. Tĩnh Chi gật đầu, chính xác, Diệp công tử liệu có bằng lòng chia sẻ. Diệp Huyên nhìn nàng ấy, cha ta vô địch, Thanh Nhi cũng vô địch. Ngón tay khẽ run, Tĩnh Chi nhìn thẳng vào mắt hắn, vô địch ở phương diện nào? Trong một tiểu thế giới, đại thế giới, hay là? Diệp Huyên, luôn luôn vô địch. Luôn luôn vô địch. Tĩnh Chi cong môi, thật sự sao? Diệp Huyên gật đầu, ta rất ít khi nói dối. Tĩnh Chi lắc đầu cười, nhưng ta lại nghe nói người am hiểu nhất là lừa bịp người khác, chỉ có điều. Nàng ấy nhìn hắn, ta tin ngươi. Diệp Huyên, cô thật sự tin ta. Tĩnh Chi gật đầu, ta tin. Diệp Huyên trầm ngâm một hồi rồi nói, cô muốn lợi dụng ta gây chiến cùng cổ ma tộc, để thánh đường làm ngư ông đắc lợi. Tĩnh Chi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên, cổ ma tộc chẳng lẽ lại ngu xuẩn đến vậy? Tĩnh Chi cười, ngu thì không, nhưng họ không thể không giết ngươi, cũng như ta không thể không giết ngươi. Diệp Huyên im lặng một hồi, vì Tiểu An. Tĩnh Chi gật đầu, còn một nguyên nhân khác ngoài con bé, chính là thần vật trên người ngươi. Chỉ cần có tòa tháp kia, xưng bá vũ trụ là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyên chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiểu tháp hưng phấn reo lên, chu choa má ơi, ta nổi tiếng rồi hả tiểu chủ. Diệp Huyên. Tiểu tháp, ta thấy địa vị của ta được tăng lên rồi đó, tiểu chủ nghĩ sao? Diệp Huyên nhàn nhạt nói, hay là hai ta hợp tác xử lý cha, cho ngươi lên làm chủ luôn đi. Tiểu tháp ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, hai chúng ta liên thủ lại vẫn còn kém chủ nhân xíu xiu á. Diệp Huyên lắc đầu. Mẹ nó chứ. Đến tiểu tháp này cũng bắt đầu làm kiêu rồi. Tĩnh Chi cười, nghe nói Diệp công tử có một thanh kiếm rất lợi hại, ta có thể nhìn xem không? Diệp Huyên, ta sẽ được lợi gì? Tĩnh Chi chớp mắt, ngươi muốn được gì? Diệp Huyên hỏi lại, cô có thể cho ta những gì? Tĩnh Chi ngẫm nghĩ rồi nói, ta có thể nói cho ngươi một ít tin tức về cổ ma tộc. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta tưởng họ là đồng minh của cô. Tĩnh Chi cong môi, trừ bản thân ra, không ai là không thể bán đứng. Diệp Huyên giơ ngón cái, giữ. Tĩnh Chi nhấp một ngụm trà, nói ta có thể nhìn một chút không? Ta cũng là kiếm tu, rất có hứng thú với các loại kiếm, hẳn ngươi cũng hiểu. Diệp Huyên vươn tay, để kiếm Thanh Huyên xuất hiện rồi đưa cho Tĩnh Chi. Nàng ấy vừa nhận lấy, sắc mặt lập tức đanh lại. Thanh kiếm thật khủng khiếp. Đây là suy nghĩ đầu tiên. Một hồi sau, Tĩnh Chi trả nó lại cho Diệp Huyên. Diệp Huyên nhận kiếm về, cười nói, cứ tưởng cô định cướp nó luôn. Tĩnh Chi lắc đầu, người đã dám đưa cho ta chứng tỏ cũng không sợ ta cướp nó. Không cần phải làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Huyên cười cười, không nói gì thêm. Sau một hồi im lặng, Tĩnh Chi mở miệng, người biết đâu là chỗ đáng sợ nhất của thanh kiếm này không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Tĩnh Chi, là thời không chi đạo ẩn chứa bên trong nó. Tuy đạo này sẽ không vượt ra ngoài vũ trụ hiện hữu, nhưng hiểu biết của người đó về đạo này chắc chắn có, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ thời không chi đạo của vũ trụ hiện hữu vào kiếm này. Hơn nữa, thanh kiếm còn có một vài chỗ kỳ lạ mà ta không hiểu nổi. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, bán không? Khóe môi Diệp Huyên giật giật, cô nói thử xem. Tĩnh Chi lắc đầu cười, xem ra là không muốn bán. Diệp Huyên, Tĩnh Chi cô nương, ta không muốn thành kẻ thù với cô. Tĩnh Chi, vậy thì ngươi đừng giúp An Võ Quân, chỉ cần như vậy, ta có thể cam kết sẽ không đối đầu với ngươi. Ta nói thật lòng.
Diệp Huyên cười, cô có thể hòa giải với Tiểu An không? Tĩnh Chi, được. Nàng ấy dừng lại một khoảng, với điều kiện một trong hai ta biến mất. Diệp Huyên thở dài, thù hận gì thế này? Tĩnh Chi cười, vậy ngươi có bằng lòng từ bỏ Tiểu An không? Diệp Huyên lắc đầu, không, ta có bỏ muội ấy lại thì các ngươi cũng không tha cho ta, bởi vì tòa tháp kia quá mức hấp dẫn, đúng chứ? Tĩnh Chi suy nghĩ một hồi, nói, đúng là như vậy. Diệp Huyên, vậy Tĩnh Chi cô nương hãy nói về cổ ma tộc đi. Tĩnh Chi lấy một quyển trục ra, đây là tư liệu về cổ ma tộc, có tên các siêu cường giả và những người có thể gây uy hiếp với ngươi. Diệp Huyên nhìn lướt qua một phen rồi nhíu mày, người uy hiếp được ta mà nhiều thế này à? Tĩnh Chi cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi mạnh lắm? Diệp Huyên. Tĩnh Chi cạn sạch ly trà, đừng xem thường cổ ma tộc. Người sau lưng ngươi có lẽ có tư cách ấy, nhưng ngươi thì không. Nàng ấy đứng dậy rời đi. Khi đến cửa thì xoay lại nói, người phụ nữ của ngươi là người rất tuyệt, phải biết trân trọng nàng. Sau đó đã biến mất. Thác Bạt Ngạn đi đến nắm tay Diệp Huyên, thì thầm, là ta hại chàng. Diệp Huyên lắc đầu cười, nàng nói gì ngốc vậy. Hắn cũng nắm lại tay nàng ta, nói, lần sau không được làm chuyện dại dột nữa, nghe chưa? Thác Bạt Ngạn không đáp. Diệp Huyên nhắm mắt lại, không khỏi thấy sợ hãi trong lòng. Nếu Tĩnh Chi thật sự bắt Thác Bạt Ngạn, nàng ta bỗng nói, hay chàng để ta vào tiểu tháp đi. Diệp Huyên cười, không cần. Thác Bạt Ngạn khó hiểu, vì sao? Diệp Huyên, nàng vào rồi, họ vẫn có thể lấy Thanh Châu để uy hiếp ta. Ta cũng đâu thể cất toàn bộ nơi này vào chứ hả? Thác Bạt Ngạn cau mày. Diệp Huyên, việc ta cần làm là chủ động tấn công. Thác Bạt Ngạn nhìn lên. Nghe hắn cười, trước kia ta luôn bị động mà chịu đòn. Ai đánh người của ta, ta mới phản lại, nhưng bây giờ. Hắn nhìn Thác Bạt Ngạn, ta sẽ chủ động ra tay, bóp chết mọi mối họa từ trong trứng nước. Thác Bạt Ngạn thì thầm, ta ủng hộ chàng. Diệp Huyên ôm nàng ta một cái rồi xoay người biến mất. Thác Bạt Ngạn nhìn về chân trời với vẻ lo âu trong mắt. Chấm chấm chấm. Rời khỏi Thanh Châu rồi. Diệp Huyên về lại kiếm minh, thấy nhóm kiếm tuyệt đã đạt đến thời không cảnh. Hắn triệu tập các kiếm tu như kiếm tuyệt, kiếm si rồi đưa họ vào trong tiểu tháp, còn nhờ Tiểu An hướng dẫn cho họ. Tuy không có đủ thần lực để họ tu luyện đến thần thể cảnh nhưng hắn phải tìm cách để họ đạt đến cổ thần cảnh, củng cố cơ sở, sau đó tu luyện thần thể. Lấy thiên phú của những người này, chỉ cần có đủ tài nguyên thì cổ thần cảnh chỉ là chuyện dễ như bỡn. Bởi vì họ đều có ấn ký kiếm đạo do cha hắn để lại trong người. Cảnh giới càng cao, số tầng ấn ký sẽ chồng lên càng nhiều, họ càng được lợi từ cha. Thứ mà cha để lại cho họ sao có thể là vật phàm cho được? Tuyệt đối không thể. Có đủ tài nguyên tu luyện, nhóm kiếm tuyệt về sau chính là siêu cường giả. Sắp xếp mọi thứ xong rồi, Diệp Huyên lại rời khỏi tiểu tháp, đi vào tiểu lâu, lập tức được lâu chủ ra tiếp đón. Diệp Huyên hỏi, trong tay ngươi có bao nhiêu người? Lâu chủ tiểu lâu, mấy trăm nghìn. Diệp Huyên nheo mắt, mấy trăm nghìn. Lâu chủ tiểu lâu gật đầu. Diệp Huyên suy nghĩ một phen rồi vươn tay, gọi một quyển trục ra đưa đến trước mặt lâu chủ tiểu lâu. Đây là phương pháp tu luyện thần thể, ngươi có thể luyện theo trước, sau này ta sẽ tìm thần lực giúp ngươi đạt thành nó. Lâu chủ tiểu lâu ngẩn ra, sau đó vội vàng khom người thật sâu. Run rẩy nói, tạ ơn Diệp thiếu. Diệp Huyên, bảo người trong tay ngươi tạm thời dừng lại mọi việc đang làm, chỉ phụng sự một mình ta thôi, được chứ? Lâu chủ tiểu lâu vội nói, dĩ nhiên là được. Diệp Huyên, có hai việc. Thứ nhất, phái người bí mật đi theo bạn bè và thân nhân của ta, mỗi người đều phải có người đi kèm. Đừng quấy rầy họ, nhưng nếu có ai dám kiếm chuyện với họ, lập tức báo cho ta. Lâu chủ tiểu lâu gật đầu, được. Diệp Huyên tiếp tục, kế tiếp sẽ có vài người đi vào vũ trụ này, ta phải là người đầu tiên biết được khi chúng đặt chân đến đây. Lâu chủ tiểu lâu, là thánh đường và cổ ma tộc trong truyền thuyết. Diệp Huyên liếc nhìn, người cũng biết nhiều nhỉ. Đối phương cười, làm trong nghề nên biết thôi, trừ cô gái váy trắng và người áo xanh đứng sau Diệp thiếu gia, ta có thể điều tra thông tin về bất kỳ ai.
Diệp Huyên gật gù, ai đến cũng phải báo cho ta biết ngay. Ngoài ra phái người giám sát người thánh đường thật kỹ, nếu có dị động thì báo ngay lập tức. Lâu chủ tiểu lâu, được. Diệp Huyên xoay người rời đi. Thanh kiếm trong tay đã thay đổi từ kiếm khư sang thanh huyên. Chủ động tấn công. Việc Tĩnh Chi đến tìm Thác Bạt Ngạn đã cho Diệp Huyên biết một điều, không thể tiếp tục bị động chờ những người kia đến tìm nữa. Mà phải chủ động tấn công trước, bóp chết mọi nguy cơ từ trong trứng nước. Trong tiểu tháp, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Cảnh giới của hắn đã được củng cố, hơn nữa thần thể còn không giống như những người khác. Đó là sự kết hợp giữa kiếm thể và thần thể. Nhưng hắn nhận ra giữa mình và Tĩnh Chi vẫn còn một khoảng chênh lệch. Tuy đã không còn đến mức không thể chống trả như khi xưa nữa. Nếu hắn sử dụng thêm kiếm thanh huyên, chưa chắc sẽ không có cơ hội giết được đối phương. Tiểu An bỗng xuất hiện trước mặt hắn, nói, phải đề phòng Tĩnh Chi. Diệp Huyên gật đầu. Người biết tính kế kẻ khác như nàng ấy tuyệt đối không thể đơn giản. Như nghĩ đến điều gì, hắn vội hỏi, Tiểu An, thuộc hạ trước kia của muội vẫn còn đó chứ? Cô bé lắc đầu, đã bị thanh lý cả rồi. Diệp Huyên im lặng. Không cần nói cũng biết Tiểu An chắc chắn là kiểu người chỉ biết vùi đầu vào tu luyện. Nàng nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, là muội liên lụy đến huynh. Diệp Huyên lắc đầu cười, đừng khách sáo vậy, chưa kể bây giờ bọn họ không chỉ nhằm vào muội mà còn chú ý đến tiểu tháp của ta. Tiểu An, nhưng chung quy vẫn là tại muội. Diệp Huyên, giờ không phải lúc để nói chuyện này. Tiểu An gật đầu, vâng. Diệp Huyên hỏi, người mạnh nhất cổ ma tộc là tộc trưởng, đúng không? Tiểu An, phải, năm ấy người này và muội đều là cường giả thần hồn cảnh đỉnh cao, nhưng bây giờ y đã mạnh hơn xưa nhiều lắm. Diệp Huyên, vượt qua cả thần hồn cảnh. Tiểu An lắc đầu, không rõ. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi nói, không cần nghĩ nhiều. Bọn chúng chắc phải vài ngày nữa mới đến đây, trong khoảng thời gian này muội cứ tập trung tu luyện. Chuyện bên ngoài giao lại cho ta. Tiểu An, được. Sau đó cô bé rời đi. Diệp Huyên nhắm mắt lại một hồi, sau đó đứng dậy rời đi. Chấm chấm chấm. Ở một vùng vũ trụ không rõ nào đó, Tĩnh Chi ngồi trên ghế, chăm chú đọc quyển sách cổ trong tay. Tả tướng bỗng xuất hiện cạnh bên, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nàng ấy đưa ngón tay lên ngăn lại. Tả tướng bèn thi lễ, lui sang một bên. Chừng nửa giờ sau, Tĩnh Chi mới khép quyển sách lại, cười nói quyển này thú vị phết. Nàng ấy nhìn sang tả tướng, người có thể đọc thử. Tả tướng lắc đầu, ta không có hứng thú với sách. Tĩnh Chi khẽ cười, hỏi, là động tĩnh từ Diệp Huyên sao? Tả tướng gật đầu, hắn phái người theo dõi chúng ta, dường như còn mang theo một nhóm cường giả của thế lực tên Kiếm Minh đi, không rõ bọn họ đi đâu. Tĩnh Chi còn gì nữa không? Tả tướng thấp giọng nói, hắn dường như đang mưu tính gì đó, chúng ta phải cẩn thận. Tĩnh Chi gật đầu, ta biết rồi. Sau đó tiếp tục đọc sách. Tả tướng, thánh chủ không lo lắng sao? Tĩnh Chi hỏi lại, lo gì? Tả tướng đang muốn nói thì hữu tướng đã lên tiếng, thánh chủ tự biết rõ trong lòng, người không phải nghĩ nhiều. Tả tướng chỉ biết cười khổ, nhưng cũng không nói gì nữa. Tĩnh Chi vừa mở miệng thì bỗng ngẩng đầu, một khắc sau cau mày, nhanh vậy sao? Nàng ấy vừa dứt lời thì thấy không gian nơi sâu thẳm vỡ ra, một đám cường giả khoác áo đen rầm rập xuất hiện. Cổ ma tộc. Đi đầu là một lão già với gương mặt nhăn nhúm. Lão ta liếc mắt nhìn Tĩnh Chi, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt nàng ấy, gật đầu chào hỏi Tĩnh Chi thánh chủ. Tĩnh Chi cười, tộc trưởng các ngươi đâu? Lão già, một ngày sau sẽ đến. Tĩnh Chi chớp mắt, sao lại trễ một ngày? Lão già, trong tộc còn nhiều việc cần phân phó. Tĩnh Chi gật gù, cũng phải. Lão già hỏi, thánh chủ, tên Diệp Huyên kia đang ở đâu? Khóe môi Tĩnh Chi khẽ cong lên khi nghe câu hỏi này. Đối phương trước tiên hỏi về Diệp Huyên thay vì An Võ Quân. Chứng tỏ mục đích chính của họ là tiểu tháp, vừa đúng ý nàng ấy. Tĩnh Chi ngẫm nghĩ một hồi, cổ suy trưởng lão này, Diệp Huyên không phải là kẻ đơn giản, bằng không đợi tộc trưởng các người đến rồi hãy đi tìm. Cổ suy lắc đầu, không cần thiết. Tĩnh Chi nghiêm túc nói, tên Diệp Huyên vẫn là có chút thực lực.
Cổ Suy chỉ nói, thánh chủ, nếu có giao chiến xảy ra, cô có thể thay chúng ta giữ chân An Võ Quân được không? Tĩnh Chi vội đồng ý, đương nhiên là được. Nhưng Diệp Huyên kia cũng có chút bản lĩnh, các ngươi thật sự không đợi tộc trưởng đến sao? Hoặc các ngươi giúp ta đối phó An Võ Quân cũng được, ta sẽ lo liệu Diệp Huyên. Cổ Suy lắc đầu, không cần. Thánh chủ giúp chúng ta giữ chân An Võ Quân là được, Diệp Huyên giao cho chúng ta. Thấy Tĩnh Chi còn muốn nói gì, lão ta chặn trước, quyết định vậy đi, chúng ta sẽ lập tức đi tìm Diệp Huyên. Tĩnh Chi liếc sang phải, hữu tướng biết ý bèn nói, ta sẽ đưa Cổ Suy trưởng lão đi. Cổ Suy, làm phiền. Hữu tướng nói, chư vị theo ta. Sau đó thì xoay người đi. Cổ Suy nhanh chóng mang theo cường giả cổ ma tộc đi theo. Tĩnh Chi nhếch mép, ta thích bọn não tàn này. Rồi cũng cất bước đi. Trên đường đi ngang vũ trụ, bỗng có giọng nói Tĩnh Chi thanh vang lên trong đầu tả tướng và hữu tướng, cẩn thận, Diệp Huyên sắp xuất hiện. Hai người sửng sốt. Đó cũng là lúc kiếm quang bỗng lóe lên. Xoẹt. Những người khác chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy một cái đầu của một cường giả cổ ma tộc bay ra ngoài, cùng lúc đó là tia kiếm quang thứ hai lóe lên. Xoẹt. Cái đầu thứ hai bay đi. Cổ Suy biến sắc kịch liệt, kẻ nào đánh lén. Lão ta bước lên trước, thả ra một kết giới rắn chắc bao trùm bốn phía. Ầm. Không gian khắp nơi sôi trào. Nhưng nơi này trừ cổ ma tộc và nhóm Tĩnh Chi ra thì không có ai khác. Tĩnh Chi liếc về bên phải, khóe môi cong cong. Nàng ấy đương nhiên biết người nào vừa ra tay. Còn có thể là ai ngoài Diệp Huyên. Cổ Suy cũng liếc nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh căm căm, Diệp Huyên, người không dám bước ra à? Không ai đáp lời. Cổ Suy quay sang hỏi Tĩnh Chi, thánh chủ có cảm nhận được hắn không? Tĩnh Chi nhắm mắt, dùng thần thức bao trùm khắp tinh vực chỉ trong một thoáng. Một hồi sau, nàng ấy mở mắt ra, lắc đầu, không cảm nhận được. Sắc mặt Cổ Suy xa sầm khi nghe vậy. Ngay cả thánh chủ này mà cũng không cảm nhận được sao? Đúng lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện trước mặt lão ta, ngay sau đó là kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Rút kiếm định sinh tử. Không chỉ vậy mà còn dùng đến kiếm thanh huyên. Đường kiếm bất ngờ này khiến Cổ Suy biến sắc, vung tay phải sang ngang. Lão dùng thân xác của mình để đỡ đòn. Bởi thân xác của ma tộc thật sự không phải chuyện đùa. Nguyên nhân chủ yếu giúp bọn họ phát triển đến vậy là nhờ vào thân xác mạnh mẽ hơn nhiều lần so với người thường, thậm chí là so với một vài yêu thú. Nhưng Cổ Suy lại không ngờ rằng thanh kiếm trong tay Diệp Huyên cũng chẳng phải kiếm thường. Kiếm rơi xuống. Xoẹt. Dưới con mắt của những người khác, cánh tay Cổ Suy đứt lìa khỏi thân thể. Thân xác lão ta vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn. Nhưng khi kiếm rơi xuống, linh hồn lão cũng nhanh chóng bị kiếm thanh huyên hấp thu. Sau đó Diệp Huyên lại khẽ động tâm niệm, điều khiển kiếm bay vút ra. Xoẹt. Thủ cấp một tên cường giả cổ ma tộc bên phải lập tức bay ra ngoài, một khắc sau lại có kiếm quang xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Chỉ trong chốc lát, từng tên cường giả cổ ma tộc lần lượt ngã xuống. Nhưng khi kiếm thanh huyên chuẩn bị chém chết tên cuối cùng, nó bị một luồng sức mạnh hùng hậu khóa lại. Tĩnh Chi đã ra tay. Diệp Huyên nhìn sang, thấy nàng ấy mỉm cười. Hắn không cho nàng ấy lên tiếng trước đã mở miệng, Tĩnh Nhi, sao lại ngăn cản ta? Tĩnh Nhi. Xưng hô này khiến những người còn lại sửng sốt. Tên cường giả cổ ma tộc cũng trợn mắt nhìn Tĩnh Chi đầy khó tin. Diệp Huyên, Tĩnh Nhi, không thể giữ lại kẻ này. Hai chúng ta. Tĩnh Chi vung tay lên. Cường giả cổ ma tộc bị tiêu diệt, lập tức hóa thành hư vô. Sau đó nàng ấy cười hỏi Diệp Huyên, người muốn ly gián ta và cổ ma tộc. Diệp Huyên cong môi, dù sao hai bên cũng đã tính kế lẫn nhau rồi, còn cần ta ly gián sao? Tĩnh Chi cười, ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi và thanh kiếm ấy. Thật ra trong lòng nàng ấy đang cực kỳ kinh hãi. Cổ Suy kia là thần giả thần cách cảnh thứ thiệt, vậy mà lại bị Diệp Huyên giết trong nháy mắt. Ngay cả thần hồn và ý thức cũng không còn. Đáng sợ vô cùng. Diệp Huyên vươn tay ra, để kiếm thanh huyên hấp thu linh hồn của cường giả cổ ma tộc rồi nói,
lần sau nếu cường giả cổ ma tộc lại tới nữa, Tĩnh Nhi nhớ thông báo cho ta đấy. Tĩnh Chi nhìn những thi thể la liệt khắp nơi, không nói gì. Diệp Huyên tiếp tục, cổ ma tộc toàn quân bị diệt, nhưng người bên cô lại không hề hấn gì, cô nói xem liệu tộc trưởng bên đó có sinh nghi hay không đây. Ánh mắt hắn liếc sang Tả tướng và Hữu tướng. Hai người lập tức biến sắc. Mẹ nó, tên này muốn buộc thánh chủ phải giết họ. Tĩnh Chi chỉ mỉm cười. Diệp Huyên cười ha hả rồi xoay gót đi, chưa được bao lâu thì dừng lại, hỏi Tĩnh Chi cô nương không ngại ta gọi cô là Tĩnh Nhi chứ? Tĩnh Chi cười, ngại. Diệp Huyên, không sao, ta không ngại là được. Rồi hắn xoay người đi tiếp, cùng lúc ấy, không gian trước mặt hắn sôi trào. Nhưng Tĩnh Chi đã rút kiếm. Ra tay. Có điều đối tượng của nàng ấy không phải Diệp Huyên, mà là Tả tướng và Hữu tướng ở hai bên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì thân xác đã bị chém vỡ. Đúng lúc ấy, một bóng mờ hiện ra ở không gian phía trên Diệp Huyên. Tộc trưởng cổ ma tộc. Người này liếc nhìn hiện trường một lần, ánh mắt từ Tĩnh Chi và Tả tướng Hữu tướng bên cạnh nàng ấy chuyển sang Diệp Huyên. Nhưng khi người này vừa định mở miệng, Diệp Huyên đã rút kiếm chém ra. Ầm. Bóng mờ vỡ nát. Diệp Huyên thu kiếm về, cất bước đi, Tĩnh Chi cô nương, Diệp Huyên ta không sợ đánh nhau, càng không ngại mưu kế. Cô muốn chơi kiểu gì, mặc đồ hay cởi đồ, ta cũng chơi được. Sau đó hắn biến mất ở nơi xa. Vô liêm sĩ, Diệp Huyên đi rồi, Tả tướng không nhịn được mà gằn ra, thánh chủ, hắn đang nhục mạ người. Tĩnh Chi chỉ cười, vậy ngươi đi giết hắn cho ta xem. Tả tướng nín thinh. Ông ta làm sao có thể đánh lại Diệp Huyên lúc này? Chỉ có cường giả như Tĩnh Chi mới đối phó nổi. Hơn nữa còn phải dùng đến chân thân. Ngay cả ảo ảnh của ma chủ mà còn bị hắn làm thịt trong một kiếm. Sức mạnh và tốc độ của hắn tăng lên quá mức kinh khủng. Tĩnh Chi, ta muốn gặp cô gái váy trắng. Thấy Hữu tướng và Tả tướng đều nhìn mình, nàng ấy cười, hắn quá mức ngạo mạn, ta muốn gặp người đứng sau hắn, xem người này rốt cuộc mạnh đến đâu. Tả tướng lắc đầu, tìm không ra. Tĩnh Chi, tự ta sẽ đi. Sau đó xoay người rời đi. Tả tướng bỗng hỏi Hữu tướng, vì sao thánh chủ lại phải phá hủy thân xác chúng ta? Hữu tướng, bằng không thì biết giải thích thế nào với tộc trưởng cổ ma tộc. Ông ta đưa mắt nhìn về chân trời, tên Diệp Huyên kia quá mức âm hiểm. Chấm chấm chấm. Trên một đám mây nào đó, phồn đoá thu tầm mắt về. Nàng ta là pháp tắc của vũ trụ này, nhưng những gì xảy ra nơi đó lại khó lòng khiến nàng ta thỏa mãn. Nàng ta vẫn luôn chú ý theo dõi Diệp Huyên. Cũng chứng kiến cảnh hắn giết người ban nãy. Hiện giờ nàng ta chỉ cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Không ngờ sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ này. Đặc biệt là thanh kiếm Thanh Huyên kia, nàng ta từng nhìn cô gái váy trắng tạo ra nó, nhưng bây giờ mới nhận ra nó còn phức tạp hơn những gì nàng ta nghĩ. Thanh kiếm này vĩnh viễn sẽ không bao giờ lỗi thời. Bởi vì nó được tạo ra bởi người đã vượt xa vũ trụ này. Lúc này, có một cô gái khác đi đến Đoá Nhất. Thấy nàng, Phồn Đoá cau mày. Đoá Nhất nói, ta muốn gặp cô gái kia. Cô gái váy trắng. Đoá Nhất cũng đã biết việc Diệp Huyên giết người. Nội tâm nàng cũng chấn động hệt như Phồn Đoá. Không ngờ sức mạnh của hắn đã đạt đến trình độ này. Nhất là thanh kiếm trong tay hắn, nó quá mức kinh khủng. Phồn Đoá lắc đầu, ta không biết nàng ấy ở đâu. Đoá Nhất, không biết. Phồn Đoá cười khẽ, có lẽ đã rời khỏi vũ trụ hiện hữu rồi. Sắc mặt Đoá Nhất thoát cái đanh lại, nàng ấy thật sự có thể làm vậy. Phồn Đoá gật đầu, đúng thế. Đoá Nhất im lặng. Phồn Đoá, ngươi không nhầm vào Diệp Huyên. Đoá Nhất lạnh lùng đốp lại, ngươi tưởng ta ngu lắm sao? Phồn Đoá cười, trước khi nhìn thấy nàng ấy, ta rất muốn giết ngươi, nhưng sau khi thấy nàng ấy rồi, ta bỗng phát hiện cuộc sống này có nhiều ý nghĩa hơn hẳn, tỉ như vượt ra khỏi vũ trụ hiện hữu này. Vượt ra khỏi vũ trụ hiện hữu. Việc này có khó không? Dĩ nhiên là có. Đừng nói chi hai người họ, ngay cả sư tổ của họ còn không làm được. Có là thần đế cảnh cũng không thể rời đi. Đoá Nhất bỗng hỏi, có thể nhờ nàng ấy chỉ điểm không?
Phồn Đóa cười, ta từng tiếp xúc với nàng một lần, thấy tính tình nàng ấy rất kỳ lạ, không thèm nói một lời với bất kỳ ai trừ Diệp Huyên. Đóa Nhất cau mày, nàng thật sự là muội muội của hắn. Phồn Đóa gật đầu, phải, không thừa nhận bất kỳ ai ngoài hắn. Hơn nữa, chỉ khi Diệp Huyên hỏi, nàng ấy mới chịu trả lời. Đóa Nhất vội nói, vậy ta nhờ Diệp Huyên hỏi. Vừa nói xong, nàng ta đã hối hận. Vì sao Diệp Huyên lại phải giúp mình chứ? Đóa Nhất, hay là chúng ta giúp hắn đánh nhau? Phồn Đóa cười, trước đây ngươi còn muốn giết hắn đấy, Đóa Nhất. Đóa Nhất, việc đó do nấm mổ thần linh làm. Phồn Đóa lắc đầu, ngươi cũng học thói mặt dày từ hắn à? Đóa Nhất nghiêm túc nói, Phồn Đóa, ân oán giữa chúng ta có thể tạm gác sang một bên. Chúng ta phải đi tìm Diệp Huyên, nhờ hắn giúp chúng ta thỉnh giáo cô gái váy trắng. Sau một hồi im lặng, Phồn Đóa hỏi, ngươi bằng lòng giúp hắn. Đóa Nhất cau mày, vì sao lại không? Nàng kia mạnh như vậy, cổ ma tộc với thánh đường gì đó liệu đánh thắng được sao? Hắn cầm chắc chiến thắng rồi. Phồn Đóa không biết nói gì, ta chợt phát hiện, hình như hôm nay là lần đầu tiên nhận biết ngươi. Đóa Nhất nhàn nhạt nói, làm người phải biết có biết duỗi, làm thần cũng vậy. Phồn Đóa lắc đầu, nếu chúng ta giúp hắn đánh nhau, về sau có nhờ hắn giúp hỏi thăm cô gái váy trắng có lẽ sẽ không thành vấn đề. Đóa Nhất lập tức nói, vậy thì giúp thôi, không phải hắn đang rất cần thêm nhân thủ sao? Sau đó nàng xoay người đi thẳng. Phồn Đóa nhìn theo, thật sự không biết nên nói gì. Một hồi sau, nàng ta cũng biến mất. Chấm chấm chấm. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyên quan sát kiếm Thanh Huyên trong tay. Khí tức của nó sâu thẳm như đáy biển, ngay cả hắn cũng không rõ sâu cạn. Thanh Huyên. Sức mạnh của kiếm này quả thật còn kinh khủng hơn cả một cường giả thần cách cảnh. Mấu chốt là chỉ một mình hắn mới có thể sử dụng. Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu, sau đó rời khỏi tiểu tháp. Ở bên ngoài, hắn gặp được Phồn Đóa và Đóa Nhất. Vừa nhìn thấy người sau, hắn lập tức biến sắc, giơ kiếm Thanh Huyên trong tay trái lên, chuẩn bị tấn công theo bản năng. Đóa Nhất lên tiếng, chờ đã. Diệp Huyên cau mày, chờ cái gì? Đóa Nhất, người biết cổ ma tộc kia mạnh thế nào không? Diệp Huyên cười, biết một ít. Đóa Nhất, bọn ta sẽ giúp người đánh chúng. Diệp Huyên khó hiểu, giúp ta đánh, cô đang đùa à? Đóa Nhất tỏ vẻ bất mãn, người trông bọn ta giống như đang kể chuyện cười lắm sao? Diệp Huyên nhìn sang Phồn Đóa, nghe nàng ta nói, bọn ta thật sự sẽ giúp người đánh chúng. Diệp Huyên cười, nếu là Phồn Đóa chí tôn thì ta tin, còn cô? Hắn nhìn Đóa Nhất, cô trước kia từng muốn giết ta cơ mà, sao bây giờ lại muốn giúp ta? Đóa Nhất, chúng ta giao dịch đi. Diệp Huyên hiếu kỳ, giao dịch gì? Đóa Nhất, chúng ta giúp người đánh nhau, sau này người giúp chúng ta thỉnh giáo cô gái váy trắng làm sao để rời khỏi vũ trụ hiện hữu này. Diệp Huyên nghe vậy thì ngộ ra. Con mẹ nó chứ. Mục đích chính của họ là Thanh Nhi. Một kế hoạch dần thành hình trong đầu hắn. Đóa Nhất hỏi, có vấn đề gì không? Diệp Huyên cười nói, Đóa Nhất chí tôn, muốn vượt ra khỏi vũ trụ này không phải chuyện đơn giản. Đóa Nhất nhìn hắn, ta biết, nếu ngươi có yêu cầu gì khác thì có thể nói ra. Diệp Huyên im lặng. Đóa Nhất cau mày, ta có nghe ngươi là kẻ háo sắc, đừng nói ngươi có tâm tư đó với bọn ta đấy chứ. Phồn Đóa cũng không kiềm được mà liếc Diệp Huyên. Hắn lập tức phản bác, vu khống. Rõ ràng là vu khống. Ai bảo Diệp Huyên ta háo sắc? Đóa Nhất nhàn nhạt nói, theo ta biết, khi trở lại Thanh Châu, người đã ở trong phòng cùng một cô gái khác suốt mười mấy ngày liên tục. Cái này không phải vu khống chứ? Diệp Huyên sượng chân. Đóa Nhất, có điều kiện gì cứ nói thẳng đi. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn hỏi hai người còn quen biết bao nhiêu vị trí tôn khác. Đóa Nhất cau mày, người muốn họ đến hỗ trợ chung. Diệp Huyên gật đầu, với điều kiện về sau ta sẽ nói Thanh Nhi hướng dẫn họ cách rời khỏi vũ trụ hiện hữu này. Nhưng ta không cam đoan ai cũng có thể làm được, bởi việc này còn phải xem từng cá nhân. Đóa Nhất im lặng. Phồn Đóa lên tiếng, chúng ta tất nhiên hiểu điều này. Chỉ cần nàng ấy bằng lòng chỉ điểm một vài lời là đủ với chúng ta rồi. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì không thành vấn đề.
Phồn Đoá, ta không dám cam đoan hai vị chí tôn khác có bằng lòng đến hỗ trợ hay không, nhưng ta sẽ nói với họ một tiếng. Diệp Huyên cười, được. Phồn Đoá gật đầu rồi rời đi. Diệp Huyên bỗng gọi theo, Phồn Đoá chí tôn, còn một việc nữa. Phồn Đoá nhìn lại, nghe hắn nói, cô là pháp tắc của vũ trụ này, ắt hẳn phải rất quen thuộc với nó, đúng không? Phồn Đoá gật đầu, phải. Diệp Huyên, ta muốn cô giám sát nó, nếu có bất kỳ ai tiến vào thì lập tức báo cho ta. Phồn Đoá, không thành vấn đề. Diệp Huyên, đa tạ. Phồn Đoá gật đầu rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên quay sang nói với Đoá Nhất chí tôn, ta phải nói trước với cô, cổ ma tộc này không bình thường. Đoá Nhất, không sợ, dù sao thì muội muội ngươi vô địch mà, đúng không? Diệp Huyên câm nín. Đoá Nhất, có thể cho ta xem kiếm của ngươi không? Diệp Huyên cười, được chứ? Hắn xòe tay ra, gọi kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Đoá Nhất. Nàng quan sát một hồi, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, chẳng trách. Chẳng trách sao người phụ nữ kia lại kiêng kỵ đến vậy. Trong lòng nàng chấn động vô cùng. Phải là người đạt đến trình độ nào mới tạo ra được thanh kiếm kinh khủng bực này? Người ấy không chỉ có thể cưỡng ép rút ra sức mạnh từ mạch chủ dòng sông thời gian của vũ trụ, mà còn có thể áp chế nó. Đồng nghĩa với việc nàng ấy có thể hủy diệt vũ trụ hiện hữu này. Một khi mạch chủ dòng sông thời gian bị hủy, vũ trụ này cũng xem như xong đời. Đoá Nhất trả kiếm Thanh Huyên lại cho Diệp Huyên, muội muội ngươi vô cùng lợi hại. Nàng nhìn Diệp Huyên, nhưng sao ngươi lại yếu vậy? Diệp Huyên. Đoá Nhất lắc đầu thở dài, quả nhiên người tài có người tài hơn. Ta phải về tĩnh tâm một chút, nếu ngươi gặp chuyện, ta sẽ tự xuất hiện. Sau đó nàng biến mất ở cuối chân trời. Diệp Huyên cất kiếm vào rồi cũng rời đi. Chấm chấm chấm. Tinh vực ngạc, Linh Võ Thành. Giờ phút này, tòa thành đã hoàn toàn biến mất. Tĩnh Chi đứng trong tinh không, dõi mắt nhìn xuống mảng không gian đã bị xóa sổ kia, im lặng rất lâu. Sau đó, nàng ấy đi đến một đỉnh núi. Đây là nơi cô gái váy trắng từng xuất hiện. Tĩnh Chi nhắm mắt lại, không gian bốn phía lập tức sôi trào. Tìm cô gái váy trắng. Nàng ấy muốn biết người này có thật sự mạnh như mình dự đoán hay không. Nếu chỉ hơi mạnh một chút, nàng sẽ lập tức lột ra Diệp Huyên. Vì hắn quá mức ngạo mạn. Sau đó, bốn phía chậm rãi xuất hiện một ít hình ảnh vào buổi chiều tà. Thời gian đảo ngược. Sau đó, thời gian trở lại lúc ban đầu. Cách đó không xa là cô gái váy trắng đang đánh cờ cùng một ông lão tóc bạc. Thời gian này vốn đã qua đi, nhưng được Tĩnh Chi dùng thần thông cực mạnh để tái hiện lần nữa. Đúng lúc này, cô gái váy trắng bỗng quay lại nhìn Tĩnh Chi. Đồng tử Tĩnh Chi rụt lại, cả người run rẩy như gặp ma, thì thầm, mẹ ơi! Ngươi, sao ngươi có thể nhìn thấy ta? Tĩnh Chi hoang mang vô cùng. Nàng ấy đang đứng trong dòng thời gian chảy ngược. Cô gái váy trắng căn bản không thể phát hiện ra nàng ta. Bởi vì đây là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, không một ai có thể thay đổi. Nghịch chuyển thời gian. Thay đổi lịch sử. Căn bản là bất khả thi. Vậy mà cô gái này lại phát hiện ra nàng ấy. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đầu óc Tĩnh Chi trống rỗng. Ông lão tóc trắng ngồi đối diện cô gái váy trắng bỗng hỏi, các hạ đang nhìn gì? Cô gái thu tầm mắt về, lạnh lùng nói, một người chết. Dứt lời, nàng ấy vung tay bắn một quân cờ trắng ra. Đồng tử Tĩnh Chi co rụt lại. Nàng đã ngửi được mùi của cái chết đến gần. Không địch lại. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng ấy. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng này, Tĩnh Chi nhanh trí kêu lên, ta là bạn của Diệp Huyên. Quân cờ dừng lại ngay trước trán nàng ấy. Tĩnh Chi thở phào trong lòng. Nàng ấy đã đặt cược chính xác. Rằng cô gái này rất để ý đến Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn Tĩnh Chi, bạn của ca ca. Tĩnh Chi vội vàng gật đầu, đúng vậy. Cô gái váy trắng lại lắc đầu, không, ngươi không phải. Tĩnh Chi cũng không giải thích mà khom người thi lễ, đa tạ tiền bối tha mạng. Cô gái váy trắng, biết vì sao ta không giết ngươi không? Tĩnh Chi, vì Diệp công tử.
Cô gái váy trắng lắc đầu, vì ngươi quá yếu, vừa khéo có thể thành đá mài cho huynh ấy. Tĩnh Chi. Ông lão ngồi đối diện cô gái váy trắng hỏi, các hạ đang nhìn thấy gì? Nàng ấy tiếp sang, ngươi không thấy là do ngươi yếu, đã yếu thì đừng hỏi, ta không có nghĩa vụ giải thích, rõ chưa? Ông lão tóc trắng ngẩn ra rồi nhìn chồng chọc vào nàng, ngoài cười trong không cười, mấy trăm nghìn năm qua, lần đầu tiên có người chê ta yếu. Một tia kiếm quang chợt lóe lên từ đầu ngón tay cô gái váy trắng. Ầm. Nó cắm thẳng vào trán ông lão mà không có bất kỳ dự báo nào. Chỉ trong nháy mắt đã khóa cứng ông ta từ trong ra ngoài. Ông lão tóc trắng ngu người. Tĩnh Chi cũng thế. Ông ta là một cường giả thần hồn cảnh đỉnh cao, thậm chí đã bước nửa bước ra khỏi thần hồn cảnh. Vậy mà không hề có sức phản kháng trước cô gái váy trắng. Nàng này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tĩnh Chi và ông lão tóc trắng đều kinh hãi vô cùng. Ông lão tóc trắng kia run run cất tiếng, tiền bối nói chí phải. Là ta yếu, quá yếu. Cô gái váy trắng nhẹ nhàng vung tay, tia kiếm quang biến mất khỏi giữa trán ông ta, để thân thể ông ta trở lại bình thường. Nhưng ông ta đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ánh mắt nhìn nàng ấy cũng mang theo kiêng kỵ sâu nặng. Cô gái váy trắng thả một quân cờ xuống, hỏi, biết vì sao ta không giết ngươi không? Ông lão vội đáp, vì ta yếu. Cô gái váy trắng, không phục. Ông lão lắc đầu nguầy nguậy, phục, tâm phục khẩu phục. Cô gái váy trắng lại nhìn Tĩnh Chi, ngươi còn vấn đề gì nữa? Tĩnh Chi, vì sao cô có thể nhìn thấy ta? Cô gái váy trắng thu tầm mắt về, ta không nói những chuyện thấp kém ấy. Tĩnh Chi. Ông lão tóc trắng không nhìn được mà nhìn sang vị trí cô gái váy trắng vừa nhìn, nhưng nơi ấy làm gì có ai. Ông ta cau mày. Rốt cuộc là thứ gì đang ở đó? Như nghĩ đến điều gì, đồng tử ông ta co rụt lại, có người đang đảo ngược thời gian. Cô gái váy trắng nhìn ông ta, người tu luyện bao lâu rồi? Ông lão do dự một hồi rồi đáp, hơn triệu năm. Đối phương lắc đầu, quá kém, thua xa ca ca ta. Ông lão tóc trắng. Tĩnh Chi bỗng buột miệng, nhưng trông hắn cũng đâu có mạnh lắm. Xoẹt. Nàng ấy vừa dứt lời thì đã bị một tia kiếm quang đâm thủng giữa trán. Ầm. Thân xác Tĩnh Chi vỡ nát chỉ trong nháy mắt, linh hồn còn lại cũng bị kiếm quang khóa chặt. Tĩnh Chi kinh hãi. Mình vừa nói gì ư? Sao tự dưng người này lại ra tay? Cô gái váy trắng liếc Tĩnh Chi, người dám nghi ngờ ca ca ta. Sắc mặt Tĩnh Chi trở nên khó coi. Bà mẹ nó. Chỉ buột miệng nói tên khốn kia không mạnh lắm thôi mà con ả này suýt nữa đã giết mình. Thiên lý ở đâu? Vương pháp ở đâu? Bên kia, ông lão tóc trắng đổ mồ hôi lạnh. Hai tay run bần bật. Có người đang đảo ngược thời gian. Vốn điều này không có gì đáng sợ, bởi ông ta cũng có thể làm được. Điều đáng sợ nằm ở chỗ cô gái váy trắng này có thể thấy được kia. Thế này thì quá dã man rồi. Vượt tầm nhận thức của ông ta. Một con người có thể làm được việc này sao? Ông ta cảm thấy hoang đường vô cùng. Căn bản không thể nào chứ. Giờ phút này ông ta đã cảm nhận được có điều bất thường ở thời không này, bởi vì có người đang đảo ngược thời gian. Ông lão tóc trắng không khỏi hoảng hốt, nghĩ mình rốt cuộc đã gặp ai thế này. Bên kia, Tĩnh Chi mở miệng, tiền bối, ta có quen biết với hắn, cũng không có ác ý gì với hắn. Cô gái váy trắng, đã không có ác ý thì đến tìm ta làm gì? Tĩnh Chi cứng họng. Cô gái váy trắng đứng dậy, đi đến trước mặt Tĩnh Chi, muốn xem thử ta mạnh đến đâu. Tĩnh Chi gật đầu theo bản năng. Gật xong, nàng ấy mới sửng sốt. Mình vừa làm gì vậy? Cô gái váy trắng, đã xem kỹ chưa? Tĩnh Chi, cô mạnh hơn tưởng tượng của ta nhiều. Cô gái váy trắng chỉ lắc đầu, trở về chỗ ngồi đối diện ông lão tóc trắng, lại đặt một quân cờ xuống. Đờ. Nhìn thấy vậy, ông lão tóc trắng bỗng nhíu mày. Tĩnh Chi lại hỏi, cô đã rời khỏi vũ trụ hiện hữu này đúng không? Cô gái váy trắng không buồn trả lời. Tĩnh Chi không cam lòng, tiếp tục hỏi, cô đã làm thế nào? Cô gái váy trắng liếc sang, liệu ngươi sẽ giải thích vì sao ngươi có thể lên trời xuống biển cho một con kiến nghe sao?
Tĩnh Chi cứng đờ. Ông lão tóc trắng cũng không nhịn được mà hỏi, tiền bối làm thế nào để nhìn thấy người đảo ngược thời gian? Cô gái váy trắng hỏi ngược lại, vì sao ta phải nói cho ngươi? Ông lão tóc trắng. Cô gái váy trắng, còn hỏi mấy câu thấp kém như vậy nữa, ta đập vỡ thần hồn ngươi. Ông lão cuống quýt lắc đầu, không dám, ta không hỏi nữa. Cô gái váy trắng quay sang Tĩnh Chi, còn ngươi? Tĩnh Chi cười khổ. Nàng ấy thật sự muốn hỏi người kia làm sao mà thấy được nàng. Nhưng lại không dám. Bởi nàng ấy biết cô gái váy trắng này không nói đùa. Nếu tiếp tục hỏi, đối phương thật sự sẽ giết nàng ấy. Sức mạnh của người này quá mức đáng sợ. Tĩnh Chi im lặng một hồi rồi vươn tay ra định thu hồi phép đảo ngược thời gian, sau đó kinh hãi phát hiện mình không làm được. Như nghĩ ra điều gì, ánh mắt nàng ấy chuyển sang cô gái váy trắng với vẻ hoảng sợ ngập tràn, cô có thể khống chế thời không trong tương lai. Cô, việc này, căn bản không thể nào, tuyệt đối không thể, ta. Ngôn ngữ của nàng ấy đã rối loạn. Sợ hãi vô cùng. Những gì xảy ra trước mắt tựa như một giấc mơ. Cô gái váy trắng không đáp lời. Tĩnh Chi lại hỏi, rốt cuộc cô đã làm thế nào? Trong giọng nói mang theo vẻ van nài. Nếu đối phương bằng lòng nói cho, nàng ấy lập tức có thể vượt qua thần hồn cảnh, thậm chí ra khỏi vũ trụ hiện hữu. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương chịu nói. Ngặt nỗi đối phương không nói. Thật ra thì với cô gái váy trắng, đây đều là những thứ vô cùng thấp kém, không có chút giá trị nào. Nguyên nhân nàng ấy không nói cũng rất đơn giản. Hai người này không phải ca ca, vì sao nàng phải nói? Cô gái váy trắng, người đi đi. Vừa dứt lời, tay nàng đã vung lên khiến không gian bốn phía chấn động. Mà Tĩnh Chi thì dần mở đi. Nàng ấy đang bị cưỡng chế đưa đi. Không lâu sau, Tĩnh Chi đã hoàn toàn biến mất. Ông lão tóc trắng ngồi đối diện cô gái váy trắng muốn nói lại thôi. Cuối cùng lựa chọn không lên tiếng. Chủ yếu là vì không dám. Tính tình vị tiền bối này dường như không được tốt lắm. Ông ta sợ rằng chỉ cần vừa mở miệng thì đó sẽ là câu hỏi cuối cùng của mình. Vẫn nên tiếp tục đánh cờ đi. Chấm chấm chấm. Khi Tĩnh Chi trở lại thực tại, thân xác nàng ấy đã biến mất. Nàng ấy quan sát bốn phía rồi nhìn xuống bản thân, thấy mình chỉ còn lại linh hồn. Nàng ấy mới nhận ra những gì vừa xảy ra ban nãy đều là thật. Cô gái kia có thể xuyên qua thời không mà giết nàng ấy. Rốt cuộc là làm cách nào chứ? Tĩnh Chi có chút hoang mang. Đúng lúc này, tả tướng xuất hiện, khi thấy Tĩnh Chi chỉ còn lại linh hồn thì ngây ra như phỗng. Nhưng trong mắt Tĩnh Chi chỉ tràn ngập mê man, dường như không phát hiện ra ông ta. Tả tướng run giọng hỏi, thánh chủ, thân xác của ngài. Tĩnh Chi thu hồi luồng suy nghĩ, hỏi lại có chuyện gì không? Tả tướng, thân xác của thánh chủ. Tĩnh Chi nhàn nhạt đáp, ban nãy gió to, thổi bay mất thôi. Tả tướng nghe mà há hốc mồm. Gió to. Thổi thân xác bay đi mất. Quái gì thế này? Tĩnh Chi lại hỏi, có chuyện gì không? Tả tướng do dự rồi nói, tộc trưởng cổ ma tộc, cổ mệnh, đã đến. Tĩnh Chi cau mày, đến rồi à? Tả tướng gật đầu, y muốn thánh chủ đến cùng bàn cách tiêu diệt Diệp Huyên và người sau lưng hắn. Tĩnh Chi thoáng ngẩn ra, tiêu diệt Diệp Huyên và người sau lưng hắn. Tả tướng, vâng, chính là cô gái váy trắng và người áo xanh kia. Cô gái váy trắng. Cả người Tĩnh Chi bỗng run lên. Tả tướng vội hỏi, thánh chủ sao vậy? Tĩnh Chi thì thầm, gió to nên lạnh. Tả tướng. Gió to. Thấy lạnh. Tả tướng cảm thấy hoang mang vô cùng. Thánh chủ đây là bị gì vậy? Tĩnh Chi bỗng nói, đi thôi. Nàng ấy xoay gót rời đi. Bóng lưng có phần suy sụp. Hôm nay nàng ấy bị đả kích khá nặng nề. Chưa bao giờ bị người nhục mạ như vậy. Ánh mắt cô gái váy trắng nhìn nàng ấy tựa như nhìn một con kiến cỏ. Người này rốt cuộc mạnh đến đâu? Đây là một bí ẩn. Một chốc sau, Tĩnh Chi trở lại hành cung của mình, thân xác cũng đã khôi phục lại gần hết. Nàng ấy tuy bị cô gái váy trắng phá hủy thân xác nhưng nền tảng lại không hề hấn gì, vì vậy mới có thể hồi phục lại.
Trước đại điện có một người đàn ông trung niên lẳng lặng đứng. Y có thân hình cao lớn, người khoác áo bào đen, tản ra khí thế oai nghiêm, mang lại cảm giác áp bức vô cùng. Người này chính là tộc trưởng cổ ma tộc Cổ Mệnh. Thấy Tĩnh Chi đi đến, y gật đầu chào hỏi, Tĩnh Chi cô nương. Tĩnh Chi cười đáp, Cổ Mệnh tộc trưởng, bao năm không gặp rồi nhỉ. Cổ Mệnh, quả vậy. Tĩnh Chi, vào vấn đề thôi, ông thấy Diệp Huyên này thế nào? Cổ Mệnh, vô cùng bí hiểm. Tĩnh Chi chớp mắt, hắn thật sự không hề đơn giản. Cổ Mệnh gật đầu, quả vậy. Tĩnh Chi ngả người nằm ra ghế, Cổ Mệnh tộc trưởng muốn có được tòa tháp kia. Cổ Mệnh hỏi ngược lại, chẳng lẽ cô nương không muốn? Tĩnh Chi bật cười, ta muốn, nhưng tháp chỉ có một mà thôi, đúng chứ? Sau một hồi im lặng, Cổ Mệnh nói, trước tiên đoạt lấy nó rồi hãy tiếp tục bàn chuyện, cô thấy thế nào? Tĩnh Chi lắc đầu, Cổ Mệnh tộc trưởng đừng lừa ta. Một khi đoạt được về tay, thánh đường của ta làm sao địch lại cổ ma tộc của ông? Cổ Mệnh, Tĩnh Chi cô nương khiêm tốn rồi. Tĩnh Chi lắc đầu cười, không, đây là tự mình biết mình. Cổ Mệnh, vậy cô nương có biện pháp nào? Tĩnh Chi suy nghĩ một hồi rồi nói, nếu có nó, chúng ta cùng hưởng. Cổ Mệnh tộc trưởng có thể giữ tháp, nhưng thánh đường ta cũng có thể sử dụng, ông thấy sao? Cổ Mệnh gật đầu, được. Tĩnh Chi cười, cổ ma tộc được giữ tháp nên sẽ bỏ ra nhiều sức lực hơn, không có vấn đề gì chứ. Cổ Mệnh nhìn sang, cô muốn thế nào? Tĩnh Chi cổ ma tộc đối phó với Diệp Huyên và người sau lưng hắn, ta sẽ lo an võ quân. Nếu cổ mệnh tộc trưởng sẵn lòng để thánh đường chúng ta giữ tháp, thánh đường cũng sẵn lòng đối phó Diệp Huyên và người sau lưng hắn. Cổ Mệnh cười khẽ, xem ra Tĩnh Chi cô nương cho rằng Diệp Huyên và người sau lưng hắn khó đối phó hơn cả an võ quân. Tĩnh Chi lắc đầu, không, mấu chốt là sức mạnh của an võ quân còn chưa hoàn toàn khôi phục nên dễ đối phó hơn. Nhưng Diệp Huyên và người sau lưng hắn cũng không phải hạng xoàng, đặc biệt là cô gái váy trắng kia. Nghe nói nàng ấy đã đạt đến thần đế cảnh, thực lực phi phàm vô cùng. Thần đế? Cổ Mệnh cau mày, cô chắc chứ? Tĩnh Chi lắc đầu, không chắc, nhưng ta đoán hẳn là vậy. Cổ Mệnh, vì sao bọn ta chưa từng nghe gì về cường giả bực này? Tĩnh Chi cười, Cổ Mệnh tộc trưởng à, vũ trụ này là một vùng bao la. Có vài siêu cường giả như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao? Cổ Mệnh gật đầu, nói cũng phải. Tĩnh Chi hỏi, ông muốn đối phó với ai? Diệp Huyên và người sau lưng hắn hay an võ quân? Cổ Mệnh, cô nương từng gặp cô gái váy trắng kia. Tĩnh Chi lắc đầu, chưa từng, ta cũng chỉ dự đoán sức mạnh của nàng ấy, cụ thể có phải thần đế cảnh hay không thì không rõ. Nhưng chắc chắn là không yếu. Cổ Mệnh trầm ngâm. Y hiển nhiên không tin tưởng Tĩnh Chi, vì vậy đã phái người đi điều tra về kẻ đứng sau Diệp Huyên. Tĩnh Chi bỗng cười thành tiếng, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, Cổ Mệnh tộc trưởng. Có tòa tháp trong tay, tốc độ trưởng thành của Diệp Huyên chỉ có thể hình dung bằng hai từ khủng khiếp, đặc biệt hiện nay hắn còn có an võ quân đi theo. Cổ Mệnh gật đầu, không vội, chỉ cần nửa ngày thôi. Tĩnh Chi, vậy chúng ta chờ tin tức của Cổ Mệnh tộc trưởng. Sau đó nàng ấy xoay người đi vào trong điện. Cổ Mệnh nhìn theo với chân mày khẽ nhíu. Y có phần kiêng kỵ người này. Nàng ấy quá mức âm hiểm. Khiến y cũng sợ bị nàng ta đẩy xuống hố khi nào chẳng hay. Vì vậy y mới phải tự mình cho người điều tra Diệp Huyên. Y cũng cho rằng Diệp Huyên và người đứng sau hắn không đơn giản, bằng không Tĩnh Chi đã kết liễu hắn để lấy tòa tháp rồi. Một hồi sau. Một lão già từ cổ ma tộc xuất hiện trước mặt Cổ Mệnh. Cổ Mệnh, nói. Lão già, tộc trưởng, Diệp Huyên có hai người chống lưng. Một là người đàn ông áo xanh, minh chủ kiếm minh, thực lực không rõ. Hai là cô gái váy trắng, tự xưng là muội muội hắn, thực lực cũng không rõ. Theo kết quả điều tra, chỉ biết nàng này giết người chỉ cần dùng một kiếm duy nhất, hơn nữa còn từng hủy diệt tinh vực ngạc. Người bên ta cho rằng nàng này đã đạt đến thần đế cảnh. Lão thoáng dừng lại, ít nhất là thần đế cảnh. Cổ Mệnh nhìn sang, ít nhất ư. Lão già gật đầu, phải. Thần đế cảnh. Cổ Mệnh rơi vào trầm tư. Lão già lại nói, về lai lịch của Diệp Huyên, tuy vũ trụ này đang đồn đãi hắn là khách ngoại lai nhưng thật ra đều là vô căn cứ,
bởi vì hắn ra đời ở một tiểu thế giới. Cũng không loại trừ khả năng hắn chuyển thế sống lại, bởi vì người này thật sự quá mức bất thường. Hắn tu kiếm còn chưa đến 10 năm, vậy mà sức mạnh đã có thể giết cường giả thần cách cảnh trong nháy mắt. Cổ Mệnh, người điều tra được bao nhiêu về tòa tháp và thanh kiếm trong tay hắn rồi? Lão già, hắn quả thật sở hữu hai thứ đó, mà cả hai đều là thần vật, đặc biệt là tòa tháp. Nghe nói trăm năm bên trong chỉ bằng một ngày bên ngoài. Thuộc hạ cho rằng những lời này có phần bốc phét, nhưng dù sao thì tòa tháp cũng không hề đơn giản, bởi vì sức mạnh của Diệp Huyên quá bất thường. Nếu thật sự nhờ vào tòa tháp thì cũng có lý. Cổ Mệnh hỏi, cô gái váy trắng thì sao? Tòa tháp và thanh kiếm đều do nàng này tạo ra. Lão già lắc đầu, không rõ, bởi tin tức chúng ta có về nàng đều quá ít. Cổ Mệnh im lặng. Lão già lại nói, có quá nhiều chỗ không thể giải thích, tỉ như Diệp Huyên có phải khách ngoại lai hay không, hay tòa tháp và thanh kiếm của hắn từ đâu mà đến. Lão nhìn Cổ Mệnh, tộc trưởng, phải đề phòng hắn bằng mọi giá. Sau một hồi im lặng, Cổ Mệnh nói, cổ ma tộc ta phải có được tòa tháp ấy, khi đó chúng ta sẽ vô địch khắp vũ trụ, còn có thể tiến thêm một bước nhờ vào nó. Lão già, đúng vậy, tuy nhiên vẫn phải cẩn thận. Cho dù là Diệp Huyên hay Thánh Chủ Tĩnh Chi kia. Cổ Mệnh, dĩ nhiên, nhất là người phụ nữ đó, không thể không đề phòng. Y mang lòng phòng bị khá nặng với Tĩnh Chi. Một hồi sau, Cổ Mệnh lại nói, báo cho nhóm Cổ Khánh trưởng lão lập tức đến đây. Cổ ma tộc ta ắt phải có được tòa tháp kia. Lão già khẽ thi lễ, vâng. Rồi xoay người rời đi. Cổ Mệnh nhắm mắt lại. Tòa tháp. Đó mới là mục đích của y khi đích thân đến đây. Nếu nó thật sự nghịch thiên như vậy, thì chỉ cần có nó vào tay, y sẽ có cơ hội rời khỏi vũ trụ này. Một hồi sau, Cổ Mệnh rời đi. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên đang tu luyện trong tháp bỗng đứng dậy rời đi, vừa đặt chân ra ngoài đã thấy pháp tắc tối cao phồn đoá xuất hiện. Diệp Huyên, đến rồi sao? Pháp tắc tối cao gật đầu, rất mạnh, hẳn là tộc trưởng cổ ma tộc. Tộc trưởng cổ ma tộc. Diệp Huyên hỏi, bao nhiêu người? Phồn đoá, 5. Diệp Huyên suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, biết rồi. Hắn đứng dậy rời đi. Phồn đoá hỏi, người đi tìm chúng. Diệp Huyên cười, tất nhiên. Phồn đoá nghiêm giọng, chúng mạnh lắm đấy. Diệp Huyên, ta biết. Sau đó đã biến mất ở cuối chân trời. Phồn đoá thở dài rồi cũng biến mất theo. Chấm chấm chấm. Trong đại điện hành cung, chỉ có Tĩnh Chi và Cổ Mệnh đang đứng. Tĩnh Chi cười hỏi, Cổ Mệnh tộc trưởng đã nghĩ kỹ chưa? Cổ Mệnh gật đầu, Diệp Huyên và người sau lưng hắn cứ giao cho ta, An Võ Quân và hai chí tôn của thế giới này là phần cô, được chứ? Tĩnh Chi, nhưng kiếm của Diệp Huyên phải là của ta. Cổ Mệnh nhìn nàng ấy, được thôi. Ông ta lên tiếng trước khi Tĩnh Chi kịp mở miệng, ta có ý này. Tĩnh Chi cười, ý gì? Cổ Mệnh cong môi, chỗ dựa lớn nhất của Diệp Huyên là gì? Là người áo xanh và cô gái váy trắng. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt bọn họ trước, Diệp Huyên sẽ chỉ còn một thân một mình, đúng không? Tĩnh Chi im lặng. Cổ Mệnh, thế nào? Tĩnh Chi nói, suy nghĩ này của Cổ Mệnh tộc trưởng. Cũng không phải là không thể. Nhưng hai người kia đã đi đến nơi nào đó không ai biết, muốn tìm họ e rằng sẽ gặp khó khăn. Cổ Mệnh cười, không sao, ta đã liên lạc với Tinh Mệnh Môn, nhờ họ hỗ trợ tìm kiếm. Tĩnh Chi, chúng ta hoàn toàn có thể chỉ tập trung vào Diệp Huyên. Cổ Mệnh lại nói, giết hắn rồi, hai người sau lưng hắn sẽ tha cho chúng ta sao? Tĩnh Chi không đáp. Cổ Mệnh, cô yên tâm, cổ ma tộc ta sẽ đối phó với hai người kia. Cô chỉ cần giữ chân An Võ Quân và mấy tên chí tôn là được. Tĩnh Chi mỉm cười, được. Cổ Mệnh bật cười rồi xoay người rời đi. Trong điện, Tĩnh Chi nhắm mắt lại. Cổ Mệnh có bị thiểu năng không? Đương nhiên là không. Nàng ấy cũng đang nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải bản thân nàng cẩn thận, nàng cũng đã đi vào vết xe đổ của Cổ Mệnh. Bởi vì không ai cho rằng cô gái váy trắng có thể rời khỏi vũ trụ hiện hữu này. Bao gồm Tĩnh Chi. Trước khi gặp cô gái váy trắng, Tĩnh Chi tuy cho rằng đối phương rất mạnh, nhưng cùng lắm chỉ đến thần đế cảnh.
đây là dự đoán của nàng ấy trước khi gặp cô gái váy trắng. Nhưng sau khi gặp, Tĩnh Chi mới biết mình sai rồi. Sai hoàn toàn. Đối phương thật sự đã rời khỏi vũ trụ hiện hữu này. Không phải cổ mệnh ngu xuẩn, mà là cô gái váy trắng quá mạnh, đã vượt quá nhận thức của vũ trụ hiện hữu này. Lúc này, tả tướng bước vào đại điện, nói, Thánh chủ, Diệp Huyên đang đến đây. Tĩnh Chi nheo mắt, hắn đến làm gì? Tả tướng, hẳn là giết cổ mệnh. Tĩnh Chi cau mày, sằng bậy, lấy thực lực của hắn bây giờ sao có thể giết y? Nói xong, nàng ấy đứng dậy đi ra. Tả tướng vội hỏi, Thánh chủ muốn đi hỗ trợ sao? Tĩnh Chi không quay đầu lại, tất nhiên, Diệp Thiếu không thể chết được. Tả tướng trợn mắt há mồm. Thánh chủ, rốt cuộc người theo phe nào thế này? Sau khi rời khỏi hành cung, cổ mệnh đi tới một vùng tinh không tĩnh lặng. Cổ mệnh nhìn một vòng xung quanh, khẽ mỉm cười, vẫn chưa chịu xuất hiện sao? Vụt! Một tia kiếm quang đột nhiên chém tới giữa chân mày của y. Cổ mệnh không hề tránh né. Oanh! Người cổ mệnh run rẩy dữ dội, sau đó lùi lại cả trăm trượng. Khi dừng lại, giữa chân mày y có một vết kiếm sâu. Mà đối diện y chính là Diệp Huyên. Cổ mệnh lau đi máu tươi ở mi tâm, sau đó nhẹ giọng nói, chiêu kiếm đáng sợ thật, không ngờ lại có thể đả thương đến thân thể ta. Diệp Huyên cười nói, thân thể của ông cũng rất đáng sợ, chiêu kiếm của ta không thể chém tan thân thể ông. Lúc này, ánh mắt Diệp Huyên khá nặng nề. Khi nãy hắn đã sử dụng kiếm Thanh Huyên. Nhưng đối phương lại có thể đỡ được chiêu kiếm của hắn. Thật sự quá đáng sợ. Cổ mệnh nhìn Diệp Huyên, cười nói, ngươi là Diệp Huyên sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Cổ mệnh quan sát hắn một lúc, sau đó cười nói, đúng là không tệ. Khi nãy ta đã đỡ một kiếm của ngươi, bây giờ, đến lượt ngươi đỡ một quyền của ta. Sau khi nói xong, cú đấm đã đến trước mặt Diệp Huyên. Phản ứng của Diệp Huyên cũng rất nhanh, vào khoảnh khắc cú đấm đánh tới, hắn cũng rút kiếm liên tục chém. Rút kiếm định sinh tử. Oanh! Một vùng kiếm quang lóe lên trước mặt Diệp Huyên. Ầm! Tinh không lập tức sụp đổ. Diệp Huyên lùi lại mấy vạn trượng, còn cổ mệnh thì vẫn đứng im tại chỗ, nhưng trên tay y xuất hiện một vết kiếm sâu, có thể nhìn thấy xương trắng. Kiếm của Diệp Huyên có thể phá vỡ phòng ngự của y. Chẳng những thế, sau khi bị kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên chém một phát, cả thân thể của y đều bắt đầu trở nên hư ảo. Cổ mệnh nhìn vết kiếm trên tay phải của mình, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, kiếm tốt. Diệp Huyên lau đi máu tươi trên khóe miệng, thân thể rất kiên cố. Thân thể của cổ mệnh cứng rắn hơn dự liệu của hắn rất nhiều. Cổ mệnh cười nói, tiếp tục đi. Nói xong, y tiến lên một bước. Oanh! Sau bước chân này, tinh không sụp đổ, vô số tinh quang dần biến mất. Phía xa, Diệp Huyên híp mắt, hắn giơ kiếm Thanh Huyên trong tay lên đỡ. Ầm! Kiếm vực vô địch. Một lực lượng vô cùng đáng sợ lao về phía kiếm vực của Diệp Huyên tựa như trời sập, nhưng kiếm vực của hắn đã chặn lại được. Thấy cảnh này, cổ mệnh hơi nhíu mày, kiếm kỹ hay. Ngươi! Y vừa nói đến đây. Một thanh kiếm đột nhiên chém tới với tốc độ vô cùng nhanh, cổ mệnh còn chưa kịp phản ứng thì kiếm Thanh Huyên đã chém lên gáy y. Phi kiếm. Oanh. Kiếm quang vỡ tan, trên đầu cổ mệnh xuất hiện một vết kiếm sâu. Nhưng y không chết, cũng không lùi bước. Phía xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay về tay hắn. Cổ mệnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mấy kiếm kỹ này của ngươi đều rất mạnh. Diệp Huyên im lặng. Thân thể của tộc trưởng cổ ma tộc này cứng rắn hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều. Lúc này, cổ mệnh đột nhiên nói, thân thể của ngươi cũng không tầm thường. Đến bây giờ, y mới phát hiện thân thể của Diệp Huyên cũng không hề tầm thường. Vì khi nãy dù Diệp Huyên bị y đánh lui, nhưng Diệp Huyên cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Cổ mệnh không khỏi nhíu mày. Vì y phát hiện, hình như y đánh giá thấp Diệp Huyên rồi. Phía xa. Diệp Huyên đang muốn ra tay, thì Tiểu An chợt xuất hiện bên cạnh hắn. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, để muội. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được.
Hắn biết, Tiểu An vẫn luôn muốn đấu một trận với Cổ Mệnh. Mà hắn cũng cần Tiểu An giữ chân Cổ Mệnh. Cổ Mệnh nhìn nàng, An Võ Quân, lại gặp nhau rồi. Tiểu An lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm, ra tay đi. Dứt lời, nàng lập tức biến mất. Cổ Mệnh ở phía xa khẽ mỉm cười, sau đó cũng biến mất. Hai người đều tiến vào tinh không không rõ. Diệp Huyên đang muốn xoay người rời đi thì Tĩnh Chi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tĩnh Chi cười nói, người muốn đi giết cường giả của cổ ma tộc. Diệp Huyên cười hỏi, cô muốn ngăn cản ta à? Tĩnh Chi lắc đầu, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Diệp Huyên thắc mắc, chuyện gì? Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, chuyện ngươi có tiểu tháp thần bí, cả thần cổ giới đều đã biết rồi. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, cả thần cổ giới. Tĩnh Chi cười nói, đúng thế. Rất nhiều người thấy hứng thú với tiểu tháp này của ngươi, đặc biệt là cổ ma tộc và thái nhật tộc. Diệp Huyên hỏi, còn cô thì sao? Tĩnh Chi chớp mắt, sau đó nói, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Diệp Huyên cười nói, cô muốn ta liều mạng với mấy cường giả của thần cổ giới, sau đó cô làm ngư ông đắc lợi. Tĩnh Chi gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên khẽ thở dài. Tĩnh Chi hơi khó hiểu, người thở dài cái gì? Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, Tĩnh Chi cô nương, ta từng nghe Tiểu An nói về ân oán của cô và nàng. Ta cảm thấy, phụ thân của cô chọn Tiểu An không hề sai. Nghe vậy, Tĩnh Chi híp mắt, trong mắt lóe lên sát khí. Diệp Huyên cười nói tiếp, biết tại sao không? Vì cô quá thích dở thủ đoạn, mà thủ đoạn không thể khiến thánh đường của cô trở nên mạnh hơn. Đương nhiên mưu trí cũng là một phần của thực lực, nhưng cô quên mất, điều quan trọng nhất vẫn luôn là thực lực. Tĩnh Chi lắc đầu cười khẽ, người đang dạy ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, Tĩnh Chi cô nương, cô cho rằng mình chơi đùa người của cả vũ trụ trong lòng bàn tay, nhưng thật ra cô sai rồi. Tĩnh Chi hỏi, ta sai? Sai ở đâu? Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, hắn cong ngón tay. Tiểu tháp bay đến trước mặt Tĩnh Chi. Tĩnh Chi khẽ nhíu mày, người có ý gì? Diệp Huyên cười, tiểu tháp ở ngay trước mặt cô, bây giờ ta tặng nó cho cô có dám nhận không? Có dám không? Tĩnh Chi híp mắt. Nàng ấy thật sự không dám. Đương nhiên không phải vì Diệp Huyên, mà là vì cô gái váy trắng. Trong đầu nàng ấy lại xuất hiện ánh mắt lạnh lùng của cô gái váy trắng. Diệp Huyên cười nói, nhận lấy đi. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người đang muốn sỉ nhục ta à? Diệp Huyên lắc đầu, Tĩnh Chi cô nương, ta không rảnh thế. Trước đây từng có người nói với ta, vì sao cứ phải nhìn chằm chằm vào vũ trụ này? Vì sao không thể nhìn xa trông rộng hơn? Tĩnh Chi híp mắt, người có ý gì? Diệp Huyên cười, dù cô xưng bá ở vũ trụ hiện hữu này cũng có ý nghĩa gì không? Có không? Tĩnh Chi trầm giọng hỏi lại, rốt cuộc ngươi có ý gì? Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, cô biết không, Thanh Nhi đã vượt khỏi vũ trụ hiện hữu này rồi. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên nói tiếp, ta cũng sẽ vượt khỏi vũ trụ hiện hữu này. Nghe thấy lời này, Tĩnh Chi nheo mắt, ngươi biết à? Diệp Huyên cười đáp, đương nhiên rồi. Tĩnh Chi vô thức hỏi, phải làm thế nào mới có thể vượt khỏi vũ trụ hiện hữu này? Diệp Huyên cười nói, vì sao ta phải nói với cô? Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người không hề biết. Diệp Huyên gật đầu, cô nói đúng, ta không hề biết. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Sắc mặt Thanh Chi hơi khó coi. Chết tiệt, người đàn ông này lại gài bẫy nàng ấy. Tĩnh Chi không chút do dự đi theo Diệp Huyên, Diệp Huyên nhìn nàng ấy, Tĩnh Chi cô nương còn có chuyện gì sao? Tĩnh Chi trầm giọng nói, ta đã gặp muội muội của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Tĩnh Chi nhìn hắn, ngươi biết. Diệp Huyên cười nói, ta đoán. Tĩnh Chi lại hỏi, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể vượt khỏi vũ trụ này? Diệp Huyên hỏi ngược lại, tại sao ta phải cho cô biết? Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó cười nói, thì ra ngươi muốn lừa ta, để ta bán mạng cho ngươi. Diệp Huyên cười nói, Tĩnh Chi cô nương, cô có biết vì sao chí tôn của vũ trụ này muốn giúp đỡ ta không? Không chỉ có bọn họ mà còn có mười mấy vị thần đế nữa,
bọn họ. Tĩnh Chi chợt nhíu mày, mười mấy vị thần đế. Diệp Huyên chớp mắt, đúng thế, mười mấy vị thần đế, bọn họ đều giúp đỡ ta, thấy sao? Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, mười mấy vị thần đế ở đâu ra? Diệp Huyên cười to, bí mật, bí mật. Tĩnh Chi im lặng. Diệp Huyên lại nói, Tĩnh Chi cô nương, tầm nhìn của cô vẫn còn ở trong vũ trụ này, nhưng rất nhiều người đã nhìn ra ngoài vũ trụ rồi. Nếu không vượt khỏi vũ trụ này, cuối cùng cát bụi vẫn sẽ về với cát bụi thôi. Dứt lời, hắn nhìn Tĩnh Chi, cô biết vì sao Thanh Nhi lại mạnh như thế không? Vì nàng nắm giữ đại đạo vượt xa vũ trụ này, ừ, cũng chính là trên đại đạo. Cô có biết trên đại đạo là cái gì không? Tĩnh Chi hỏi, trên đại đạo là cái gì? Diệp Huyên lại cười to, bí mật, ta không nói với người bình thường. Tĩnh Chi liếc Diệp Huyên, người đang lừa ta. Diệp Huyên vội vàng gật đầu, đúng thế, ta đang lừa Tĩnh Chi cô nương đấy, cô tuyệt đối đừng tin lời ta, vượt khỏi vũ trụ hay trên đại đạo gì đó đều là ta nói nhảm, cô đừng tin. Nói xong, hắn bước nhanh về phía xa. Tĩnh Chi nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lúc này, nàng ấy rất muốn mổ sống Diệp Huyên. Trực giác cho nàng ấy biết, Diệp Huyên đang lừa nàng ấy. Nhưng lý trí lại nói với nàng ấy rằng Diệp Huyên thật sự biết cách thoát khỏi vũ trụ hiện hữu này. Vì cô gái váy trắng đã thoát khỏi nơi này, mà quan hệ của cô gái váy trắng và Diệp Huyên kia là gì? Là huynh muội. Hơn nữa, có thể nói là cô gái váy trắng rất cưng chiều Diệp Huyên. Dù Diệp Huyên không biết, nhưng chỉ cần hắn hỏi, cô gái váy trắng có thể không nói sao? Chắc chắn sẽ nói. Tĩnh Chi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời bằng ánh mắt mờ mịt. Theo lời Diệp Huyên nói, có phải tầm nhìn của mình quá hạn hẹp rồi không? Xưng bá vũ trụ hiện hữu này có ý nghĩa gì sao? Chắc là sẽ có ý nghĩa, nhưng đương nhiên sẽ không có ý nghĩa bằng việc vượt khỏi vũ trụ hiện hữu này. Đó là một chuyện hoàn toàn khác, trước giờ chưa từng có ai ở cổ thần giới này vượt khỏi vũ trụ hiện hữu. Hơn nữa, ai không muốn xem thử bên ngoài vũ trụ như thế nào chứ? Còn có trên đại đạo kia nữa. Tĩnh Chi nhìn về phía cuối tinh không, chẳng lẽ mình thật sự phải dựa vào tên chết tiệt này? Nàng ấy không cam lòng. Nhưng những lời Diệp Huyên nói thật sự quá hấp dẫn. Cuối tinh không xa xôi, tiểu tháp trong người Diệp Huyên đột nhiên hỏi, tiểu chủ, trên đại đạo là cái gì? Diệp Huyên đáp, ta nói nhảm mà ngươi cũng tin à? Tiểu tháp im lặng một lát rồi đáp, ta quên. Diệp Huyên đi thẳng đến một vùng tinh không không rõ, mà trong vùng tinh không này có 6 người, 6 người này cũng là cường giả cổ ma tộc đến cùng với cổ mệnh. Mục tiêu của hắn chính là 6 người này. Diệp Huyên đứng trong bóng tối nhìn 6 người kia, 6 cường giả cổ ma tộc đều mặc áo choàng đen, hơi thở sâu như biển. Rất mạnh. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão dẫn đầu, nhưng lúc này, lão ta chợt mở mắt, cẩn thận. Dứt lời, lão ta giơ tay phải đè về phía trước. Oanh! Tinh không lập tức sôi trào. Diệp Huyên thầm hoảng sợ, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Nhưng hắn nhanh chóng biết mình không hề bị phát hiện. Ông lão áo đen ở phía xa cau mày. Lúc này, một ông lão khác cất lời, Cổ Nghĩa trưởng lão, có người đến sao? Cổ Nghĩa lại nhìn xung quanh. Sau đó nói, khi nãy cảm thấy hơi lo lắng. Sau đó, lão ta không nhìn xung quanh nữa, mọi người cẩn thận một chút, Diệp Huyên kia giỏi thuật ám sát, hơn nữa còn có thần kiếm, đừng khinh thường người này. Mọi người đồng loạt gật đầu. Bọn họ cũng có nghe nói đến thuật ám sát của Diệp Huyên. Không dám coi thường. 6 người nhanh chóng thả ra khí thế mạnh mẽ bao vây lấy khu vực của mình. Diệp Huyên thầm xa sầm mặt. Bây giờ 6 người này đang đề phòng, rất khó giết chết. Đau đầu. Lúc này, Cổ Nghĩa phía xa chợt ngẩng đầu, một lát sau, lão ta híp mắt, tộc trưởng đang giao thủ với An Võ Quân, mà Diệp Huyên kia không biết đã đi đâu. Dứt lời, lão ta quay đầu nhìn một vòng, Diệp Huyên, xuất hiện đi. Lão ta chắc chắn Diệp Huyên đang trốn trong bóng tối. Cảm giác lo lắng khi nãy chắc chắn là vì Diệp Huyên. Tên này muốn ám sát bọn họ. Không gian phía xa khẽ rung, Diệp Huyên xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyên, Cổ Nghĩa híp mắt,
đang định lên tiếng thì Diệp Huyên lại biến mất một lần nữa. Cổ Nghĩa híp mắt, liên thủ. Lão ta vừa dứt lời, sáu người đồng thời ra tay. Oanh! Không gian xung quanh lập tức sôi trào, sau đó dần sụp đổ. Ầm! Một tia kiếm quang lùi lại. Chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên lùi chừng nghìn trượng mới dừng lại, sau khi dừng lại, sáu người phía xa đã bao vây lấy hắn. Sáu người đồng thời ra tay. Ầm! Trong nháy mắt, không gian chỗ Diệp Huyên vừa đứng lập tức biến thành một vòng xoáy. Lực lượng của sáu người quá mạnh mẽ, không gian chỗ Diệp Huyên hoàn toàn không chịu nổi. Lúc này, lực lượng thời gian cũng bị chôn vùi. Diệp Huyên bước về phía trước một bước, nâng kiếm lên đỡ. Kiếm vực vô địch. Oanh! Không gian chỗ Diệp Huyên đứng hoàn toàn sụp đổ, nhưng Diệp Huyên vẫn không bị làm sao cả. Kiếm vực chống đỡ lực lượng của sáu người. Thấy cảnh này, sắc mặt Cổ Nghĩa lập tức trở nên khó coi. Thực lực của tên này mạnh đến thế sao? Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông về phía Cổ Nghĩa, rút kiếm chém một phát. Cổ Nghĩa trợn mắt, lão ta vội nói, giúp ta. Sau đó, lão ta giơ hai tay về phía trước để đỡ. Năm người sau lưng lão ta cũng vội vàng ra tay. Đỡ đòn của Diệp Huyên. Ầm! Một vầng kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên lùi lại cả nghìn trượng, cả mấy người Cổ Nghĩa cũng thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.